cổ phi dương xuyên qua bộ đội đặc chủng hệ liệt thế giới, hơn nữa chiếm được thần cấp trúc thưởng hệ thống. Hắn là thần cấp đặc công, hắn là ác chủ bài nằm vùng. Hắn không kêu thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn ý tài phóng khoáng, cùng nằm vùng bình thường khiêm tốn cách làm hoàn toàn bất đồng, lấy thủ pháp làm việc độc đáo, mượn lực đánh lực, vì hắn sử dụng. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu trí mạng. Ta tên là Cổ Phi Dương, ta vốn Phi Dương nhân vật chính. Cổ Phi Dương, phong nhị nhất ngủ, tiểu thuyết máu chốt. Bộ đội đặc chủng chi bắt đầu 10 liên trúc không đạn cửa sổ, bộ đội đặc chủng chi bắt đầu 10 liên trúc TXCT toàn tập đao loa, bộ đội đặc chủng chi bắt đầu 10 liên trúc chương mới nhất. Chương 1. Thần cấp trúc thưởng hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Số tiểu tử, thật sự là tức chết ta. Cổ gia chúng ta làm sao có thể xuất hiện bại hoại như vậy? quân khu gia thuộc viện trung tại một cái tứ hợp viện trung một gã trâu tóc đều bạc lão nhân đang phát hỏa làm cho bên ngoài cảnh vệ đều muốn che lỗ tai những cảnh vệ này đều rất rõ ràng thủ trưởng cổ chính nghiệp bình thường thập phần trầm ổn lần này phát hỏa hoàn toàn là bởi vì thủ trưởng bảo bối cháu trai cổ phi dương duyên cớ xú tiểu tử tiền đồ a à, lại muốn phi lễ nữ tán đã quán quân người ta còn bị đánh trọng thương cổ gia chúng ta làm sao lại xuất hiện bại hoại như ngươi lần này không giáo huấn một chút xem ra là không được bất quá cổ phi dương rốt cuộc là cổ chính nghiệp cháu ruột tức giận mắng một hồi sau đó cổ chính nghiệp nhất định phải đối mặt với hiện thực đó chính là như thế nào xoay chuyển cổ phi dương cái này bất thành khí bộ dáng đây cổ chính nghiệp lửa giận biến mất một ít về sau thì thào lẩm bẩm xem ra không có con đường thứ hai có thể lựa chọn chỉ có thể để cho tiểu tử này đi bộ đội rèn luyện một phen, hy vọng bộ đội có thể để cho tiểu tử này thành khí. Mà, dũng sĩ, cổ phi dương làm quán quân tán đã dám phi lễ đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Hệ thống rút thưởng thần cấp nạp xong. Cái này bất nam bất nữ điện tử âm đem cổ phi dương đánh thức. Cổ phi dương mở to mắt vừa nhìn, chính mình đang tốt như thế nào đến bệnh viện. Không phải đang xem phim quốc đảo sao? tại sao lại đến bệnh viện xa lạ này. Cổ Phi Dương là một cái quân mê, vốn muốn trở thành cường đại nhất quân nhân, bất đắc dĩ chính mình hai mắt cái kia 800 độ bình rượu đấy để cho hắn liền vì giấc mộng phấn đấu cơ hội đều không có. Vì thế cổ Phi Dương đành phải làm chút chuyện ưa thích, lần này xem đảo quốc điện ảnh nhỏ, thời khắc máu chốt máy tính đột nhiên lam bình, thịnh nộ dưới cổ Phi Dương một quyền đập về phía máy tính. Lần này cổ Phi Dương liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, liền đi tới cái này mạc danh kỳ diệu địa phương, còn nghe được cái gì thần cấp trúc thưởng hệ thống. Ta kháo, nếu như bọn họ muốn ta, chẳng lẽ ta sẽ không đi? Vấn đề là tôi đeo kính dày hơn đấy chai bia. Lúc này, một đống lớn trí nhớ lại tràn vào cổ phi dương trong đầu, chính mình xuyên qua đến một cái bộ đội đặc chủng thế giới. Mình trở thành cháu trai của thượng tướng cổ chính nghiệp. Cổ phi dương lúc này lại phát hiện xuyên qua cái thân thể này vẫn như cũ mang bia đấy, đồng dạng dày kính mắt phiến, ngoài ra còn có kèm theo tửu sắc quá độ có chút suy yếu. Còn có hệ thống rút thưởng thần cấp xuất hiện kia. Cha đùi vàng trong truyền thuyết. Hệ thống. Lập tức đi ra nên đón ta đẹp trai. Xin chào chủ nhân, có gì cần giúp không? Người có chức năng gì? Bản hệ thống vì thần cấp rút thưởng hệ thống, có thể rút ra được dạng gì khen thưởng, hoàn toàn xem vận khí hệ thống cái này cũng quá không rõ ràng đi quyền hạn ký chủ không đủ xin cố gắng nhiều hơn vậy người mới luôn có quà chứ làm tân thủ hệ thống đem tặng ký chủ một lần mười liên tiếp rút cơ hội chúc nguyện ký chủ may mắn thần cấp rút thưởng hệ thống hiện tại chỉ có một cái nút mặt trên có một cái số một biểu thị rút thưởng đẳng cấp là một trừ cái đó ra cái gì cũng không có ta lựa chọn lập tức rút thưởng chúc mừng ký chủ thu được chiến thần hệ liệt năng lực chi. Chiến thần trở về, học tập năng lực này cần một ngàn vạn đô la, sau khi sử dụng đem gia tăng ký chủ toàn thân năng lực gấp 5 lần, mỗi lần sử dụng thời gian duy trì một giờ, hiệu quả sau khi kết thúc đem suy yếu 23 giờ. Chúc mừng ký chủ thu được đặt công chuyên dụng tiền tệ. 50. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được một lọ thuốc nhỏ mắt ưng. Thuốc nhỏ mắt ưng. Sau khi sử dụng, thị lực sẽ tăng lên trên diện rộng, vượt qua 99% nhân loại. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được một đôi giày chống nổ. Khởi động chống nổ. Bảo vệ chống lại thiệt hại do nổ mình và tăng trọng lượng lên 100kg khi mang. Chúc mừng ký chủ thu được mảnh vỡ trực thăng vũ trang A, 64G3. Thu thập đủ 1.000 mảnh vỡ có thể đổi lấy một chiếc trực thăng vũ trang A, 64G. Lần rút thưởng này là trống không. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được một thanh quân thứ cấp dê. Chúc mừng ký chủ thu được mảnh vỡ mặt nạ bách biến. 3. Tập hợp đủ 30 mảnh vỡ có thể đổi thành mặt nạ bách biến một cái. Chúc mừng vật chủ thu được mảnh vỡ ông trinh sát 3. Tập hợp đủ 30 mảnh vỡ có thể đổi lấy một con ông trinh sát. Scout Một máy bay trinh sát không người lái nhỏ được ngụy trang như một con ông, có thể hoạt động trong 3 ngày với bán kính bay 100 km chúc mừng chủ ký sinh đạt được một đôi găng tay chiến thuật cấp dê những thứ khác cổ phi dương trước không có chú ý tới cái này mắt ưng thuốc nước cổ phi dương chú ý tới có thứ này chướng ngại vật lớn nhất mình tham gia quân ngũ sẽ không còn tồn tại hệ thống ta làm sao lấy ra ta rút được vật phẩm thần cấp rút thưởng hệ thống xuất hiện một cái giả định kho hàng bên trong biểu hiện cổ phi dương rút ra được tất cả vật phẩm cổ phi dương lấy ra mắt ưng nước thuốc đem ăn vào hơn nữa lấy xuống bia đáy chai vài giây sau cổ phi dương cảm giác thị lực của mình đạt tới một cái trình độ kinh người ngay cả nếp gấp trên một cây đại thụ bên ngoài bệnh viện cũng có thể thấy rõ ràng Hảo ngưu xoa nước thuốc cổ phi dương tán thưởng nói thần cấp rút thưởng hệ thống thanh âm lần nữa vang lên mời ký chủ đi trước báo danh trưng binh hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ba liên rút thăm cơ hội một lần tôi sẽ đi ngay Cổ Phi Dương hưng phấn hô to một tiếng. Ha 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 ha, nếu ông trời lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định phải cố gắng phấn đấu, lên làm trâu bò nhất bộ đội đặc chủng. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, Cổ Phi Dương đang ở cực độ hưng phấn bên trong thời điểm, đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh. Cửa phòng bệnh đột nhiên vỡ tan, cửa gỗ phát ra một trận tiếng kêu bi ai, biến thành mảnh vỡ đầy đất. Theo cửa vỡ tan, một vị mắt lộ ra tinh quang lão nhân đi đến lão nhân này trong hai mắt bao hàm uy nghiêm thoáng cái liền để cho cổ phi dương sinh ra có tật giật mình cảm giác tuy rằng cổ phi dương rõ ràng cái gì cũng không có làm ạ à, nói như vậy cũng không tính quá đúng trước kia cổ phi dương đúng là cái không hơn không kém hoàn khố chuyện vô liêm sĩ cũng không ít làm cổ chính nghiệp hiện tại sắc mặt rất khó coi cổ phi dương gian nan rụt rụt cổ hỏi ông nội làm sao làm sao làm sao rồi Thông qua trí nhớ, cổ phi dương đã biết trước kia cái kia cổ phi dương là cỡ nào hoàng khố, chuyện xấu làm bao nhiêu, mà cổ chính nghiệp là cái rất truyền thống người, cổ phi dương cái dạng này khẳng định để cho hắn phi thường bất mãn. Nhìn cổ chính nghiệp cái kia âm trầm mặt, cổ phi dương dự cảm được một hồi bão táp thức đã kích liền muốn tới. Làm sao vậy? Ngươi không biết. Ngươi còn dám hỏi ta. Cổ chính nghiệp nói xong câu đó, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Ồ, ngươi không phải trọng thương sao? Cái này, tôi chỉ hơi choáng váng đầu. Hiện tại không nói cái này, ta quyết định đưa ngươi đi bộ đội rèn luyện vài năm, ngươi không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Ta đã biết, gia gia, ta nhất định phải trở thành mạnh nhất bộ đội đặc chủng, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Cổ Chính Nghiệp cảm giác hết sức ngoài ý muốn, trước kia tiểu tử này không phải sợ chịu khổ sao? Nghe được tin tức như vậy không phải nên tố khổ sao? hôm nay tại sao không có tố khổ ngược lại vẻ mặt hưng phấn điều này không phù hợp với lẽ thường cổ chính nghiệp kinh nghiệm phong phú nhìn ra cổ phi dương hưng phấn không phải ngụy trang mà là thật sự rất muốn đi tham gia quân ngũ điều này làm cho cổ chính nghiệp hết sức kinh ngạc tiểu tử này sao lại chuyển tính chẳng lẽ là bị đánh một trận hoàn toàn tỉnh ngộ nếu quả thật là như vậy trận đánh này coi như là không uổng phí cổ chính nghiệp gật gật đầu nói vậy ngươi liền đi thiết quyền đoàn đi, nơi đó là huấn luyện nghiêm khắc nhất một cái đoàn. đến lúc đó ngươi cũng đừng kêu khổ a. À. gia gia yên tâm, ta tại thiết quyền đoàn cũng muốn làm trâu bò nhất binh. cổ chính nghiệp liếc mắt một cái, nói: ngươi cũng ít thổi chút trâu bò đi. tuy rằng nói như vậy, trong lòng cổ chính nghiệp vẫn rất hài lòng, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, có thể có quyết tâm này luôn là một chuyện tốt cổ phi dương tiện nghi lão cha cổ văn sơn cũng thập phần ủng hộ cổ phi dương đi bộ đội rèn luyện tuy rằng cổ văn sơn cảm thấy sự tình có chút dị thường con trai mình đây là chuyển tính lại chủ động yêu cầu đi bộ đội chẳng phải hắn sợ nhất là chịu khổ sao cổ văn sơn không nghĩ ra nguyên do trong đó đành phải đem tất cả đều quy về trưởng thành ngược lại là cổ phi dương tiện nghi mẹ biết cổ phi dương muốn đi làm lính khóc sức mướt cổ phi dương không thể không đi an ủi một chút tiện nghi mẹ cổ gia tất cả mọi người cũng đều cảm thấy đây là một chuyện tốt, cổ phi dương cũng không khác tật xấu, chính là lười, lần này chủ động đi bộ đội rèn luyện một chút, đối với hắn có lợi. Rất nhanh cổ phi dương đã bị nhét lên xe lửa đi tới doanh trại mới. Xuống xe lửa về sau, cổ phi dương bị phân đến thiết quyền đoàn lão hát tiểu đội trưởng nơi đó. Lão hát chọn 10 tân binh, hỏi. Biết vì sao ta chọn các ngươi không? Các tân binh đưa mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng, tỏ vẻ bọn họ không biết. Lão hát quát to. Bởi vì các ngươi đều là người gấu. Tân binh vương diễm binh được chọn không phục. Báo cáo. Lão hát ám nói một tiếng quả nhiên có người mắc câu A, à, bất quá hắn như trước mặt trầm như nước nói. Nói. Lúc này còn chưa bắt đầu huấn luyện, vì sao đội trưởng lại nói chúng ta là người gấu? Cổ phi dương còn chưa kịp nghĩ nhiều, thần cấp trút thưởng hệ thống kia lạnh như băng máy móc thanh âm lần nữa tại cổ phi dương trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trước một cái nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành ba liên rút thưởng? Vâng. Chúc mừng ký chủ thu được đặc công chuyên dụng tiền tệ. 30. Chúc mừng chủ nhân đã lấy được Strike 1, lưu trữ tại hệ thống kho hàng, ký chủ có thể tùy thời lấy ra. Cổ phi dương nghe được cái này khen thưởng, khóe miệng nhịn không được co rút một chút. Đây đều là những thứ đồ chơi gì? Chúc mừng chủ ký sinh đạt được mảnh vỡ của chiếc nhẫn thủy tinh lực. 3. Nhẫn thủy tinh lực. Có thể sử dụng cho một người đạt được độ hảo cảm của hắn đối với ngươi, khiến ngươi miễn đi phiền não bị lừa gạt, sử dụng một lần cần thời gian làm lạnh 10 giờ. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo được ban hành để thách thức đội trưởng đội đen cũ và hoàn thành 100 km xuyên quốc gia có vũ trang, nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được 3 lần rút thăm trúng thưởng cấp 1. Cổ Phi Dương sợ ngay người, cái gì? Chạy việc giả Vũ Trang 100 km. Cho dù ngươi vừa mới cho ta sơ cấp cách đấu tinh thông, ta cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, ngươi cũng không thể trực tiếp để cho ta hoàn thành 100 km Vũ Trang việc giả a. À. Bất quá Cổ Phi Dương cũng biết, chính mình không có lựa chọn, nếu không chỉ sẽ lần nữa bị điện giật. Hơn nữa, muốn trở thành mạnh nhất bộ đội đặc chủng, dù sao cũng phải làm chút ít binh lính bình thường làm không được. Bất quá, nhận được nhiệm vụ về sau, cổ phi dương vẫn là có chút khó xử, cái này muốn như thế nào khiêu chiến. Chẳng lẽ lão hắc nói một câu các ngươi là người gấu, ta liền trực tiếp kêu ta muốn cùng ngươi đơn đấu việc giả vũ trang 100 km. Chương 2 Gia hỏa này có còn hay không là người? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhưng mà hệ thống giống như nhìn thấu hết thảy, ngay sau đó lão hắc liền nói. Các ngươi muốn chứng minh mình không phải hùng nhân. Cổ phi dương nghe đến đó, lập tức hô. Báo cáo. Lão hát nghe vậy cười. Làm sao vậy, đây là gấu sao? Chỉ là ta cảm thấy 5 km quá ngắn ta đề nghị, ta cùng tiểu đội trưởng tiến hành một lần 100 km vũ trang Việt giả. Những tân binh khác đều nghe đến ngay người, tình huống thế nào? Tân binh này có phải điên rồi không, dám mở miệng chạy Việt giả vũ trang 100 km? Có người âm thầm nói thầm. Đây là ai a, à, một bộ công tử ca bộ dáng, hắn có thể chạy hết 5 km sao? Ông trời của ta a, à, cái này công tử ca có phải hay không cảm thấy khoác lác không thường thuế a, à, người như thế nào không nói 1000 km đâu. Quân đội làm sao cũng có người như vậy. Các lão binh cũng bị chấn kinh, một gã tân binh vừa tới đã dám chơi như vậy. Chính trị viên cung tiễn cũng hết sức giật mình, việc giả vũ trang 100 km ở nanh sói là môn bắt buộc nhưng trong bộ đội giả chiến bình thường, huấn luyện 20 km coi như tương đối tàn nhẫn, tân binh này tàn nhẫn như vậy. Bất quá cung tiễn cũng cảm thấy cổ phi dương là đang khoác lác, dù sao nanh sói đó là huấn luyện bao nhiêu năm lão bộ đội đặc chủng mới có thể hoàn thành 100 km việc giả A. À. Những người khác thấy như vậy cũng là bình thường, cổ phi dương vừa mới xuyên qua, thân thể tiền nhiệm chủ nhân chỉ là cái ăn uống vui chơi ba đời, thoạt nhìn tử sắc quá độ bộ dáng, còn dám thổi chạy 100 km, nói mạnh miệng cái gì a? À? Nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, lão hắc là không thể cự tuyệt, nếu không hắn còn có uy tín gì đáng nói. Một tân binh khiêu chiến cũng không dám đối mặt, về sau còn răng dạy người khác như thế nào. Đến lúc đó, người khác cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ khinh bỉ, người nhà lúc trước ngay cả khiêu chiến của tân binh cũng không dám cự tuyệt. Thế là lão hắc ứng chiến. Được tôi đánh giá cao dũng khí của cậu. Đi, đem ba lô mô phỏng phức tạp ra đây. Rất nhanh hai cái ba lô liền cầm tới, cùng bình thường tân binh đeo ba lô bất đồng chính là, cái này ba lô bên trong có 50kg mô phỏng phụ trọng. Trong tân binh đương nhiên có những binh sĩ không phục khác, ví dụ như Hà Thần Quang và Vương Diễm Binh, bọn họ cũng đứng ra, yêu cầu tham gia lần chạy việc giả vũ trang này, tuy rằng bọn họ nghe được chạy việc giả vũ trang 100km, rằng cũng có chút đau bọn họ làm như vậy là bởi vì bọn họ cũng là người kiêu ngạo, cho dù thật sự chạy không dưới 100 km này, bọn họ cũng cố gắng qua, cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào. Còn có một ít binh lính đầu óc nóng lên, cũng hôn muốn gia nhập lần này tỉ thí, vì vậy trận đấu đội ngũ rất nhanh gia tăng đến 40 người nhiều. Trong đó có lão binh cũng có tân binh, binh lính còn lại thì làm quần chúng vây xem, muốn nhìn xem ai chống đỡ không nổi trước trong đó đa số mọi người đều đối khẩu ra cùng ngôn cổ phi dương thập phần khinh thường, cảm thấy một hồi là này công tử ca bộ dáng người trước hết bị loại. Rất nhanh đội ngũ hơn 40 người đã xuất phát, tạo thành động tỉnh không nhỏ. Để cho Khang Sư Phụ đều chú ý tới, hiểu rõ ngọn nguồn sự tình thời điểm, Khang Sư Phụ ha hả cười. Ta liền thích như vậy binh. Một số tân binh ỷ vào thân thể cường tráng của mình, ngay từ đầu chạy ở phía trước, điều này làm cho Khang Sư Phụ liên tục lắc đầu, thầm nghĩ những tân binh này thật đúng là không có kinh nghiệm, huấn luyện giả chiến đường dài không giống với chạy 100 mét, không thể ngay từ đầu liền toàn lực xung phong. Chạy cự ly dài 100 km, phân phối thể lực thập phần trọng yếu, nếu như phân phối thích hợp, chạy chừng 70 km vấn đề không lớn, nếu như giống như những tân binh kia vì náo động mà chạy như điên, phỏng chừng ngay cả 10 km cũng kiên trì không nổi. Mà các lão binh, đều biết chạy bộ đều đặn, đây mới là cách làm chính xác. Quả nhiên, sau 10 km, đã có 7 tân binh rời khỏi cuộc tranh tài này, điều này làm cho quần chúng vây xem đưa lên cười nhạo, đã nói 100 km thì sao? Lúc này mới bao lâu a? À? 20 km sau, chỉ còn lại mười mấy người, đội ngũ đã thu nhỏ hơn phân nữa. Lúc này cổ phi dương như cũ đang kiên trì, để cho người vây xem kinh ngạc không được, cái này một mặt suy yếu bộ dáng công tử ca cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ, để cho bọn họ thập phần khiếp sợ. Tất cả mọi người phải thừa nhận, bọn họ xem thường công tử ca thoạt nhìn không ra gì này. 30 km thời điểm, một ít binh lính chạy chạy liền ngã trên mặt đất, một bên đội chữa bệnh lập tức tiến lên, đem hắn khiêng đi. Có thể kiên trì đến bây giờ, đều là binh sĩ thể lực không tệ, tâm trí cũng rất kiên định. Lúc này rời khỏi trận đấu, đã không có ai cười nhạo bọn họ, bọn họ đều nhìn ra được, những binh lính kia thống khổ cỡ nào, bọn họ đã có thể xưng là binh lính tinh nhuệ. Khang sư phụ lúc này hỏi một chút bên cạnh cảnh vệ viên. Cái kia công tử bột, chạy bao nhiêu km rồi? 33 km. Cảnh vệ viên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tân binh vừa mới nhập ngũ, mặc kệ trước kia làm cái gì, có thể kiên trì đến khoảng cách này, đều đáng giá làm cho người ta khâm phục. Sau 40 km, chỉ còn lại có năm tên binh lính, Năm tên binh lính này theo thứ tự là Cổ Phi Dương, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, lão hắc hoàng tĩnh nguyên những binh sĩ khác không phải không đủ cứng cỏi mà là bọn họ đã cảm thấy nếu bọn họ tiếp tục kiên trì bọn họ thật sự sẽ chạy chết khang sư phụ đương nhiên cũng biết những binh sĩ này là thật sự kiên trì không nổi những binh sĩ đã rời khỏi đã nửa quỳ trên mặt đất mặt của bọn họ đều vặn vẹo nói rõ bọn họ lúc này có bao nhiêu thống khổ sau khi những binh sĩ này rút lui lập tức có nhân viên y tế đi lên cho bọn họ uống một ít nước muối hơn nữa để cho bọn họ hoạt động cơ bắp một chút, để tránh tạo thành tổn thương cơ bắp không thể chữa trị. Những binh sĩ này đều là bảo bối của thiết quyền đoàn, Khang Sư Phụ cũng hết sức coi trọng. 50 km về sau, Lão Hắc cùng Hoàng Tĩnh Nguyên cũng rời khỏi trận đấu, bọn họ là lâu năm lớp trưởng, tuổi có chút lớn, các phương diện năng lực không thể tránh khỏi xuất hiện thoái hóa, 50 km đã là cực hạn của bọn họ. Cung tiễn nhìn thấy Lão Hắc đều bất đắc dĩ lui ra, Tính toán để cho ba tên hỗn đảng điên cuồng kia dừng lại. Bất quá Khang sư phụ ngăn cản hắn. "Đừng đi làm cho bọn họ dừng lại, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ cực hạn ở nơi nào." "Hiểu rồi." Đoàn trưởng. Cung Tiễn thấy đoàn trưởng đều nghĩ như vậy, bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. 70 km sau, ánh trăng xuất hiện, Khang sư phụ nâng đồng hồ lên nhìn, phát hiện khoảng cách trận đấu bắt đầu đã qua 13 giờ mà ba thân ảnh kia vẫn như cũ vây quanh sân huấn luyện thông thả di động. Khang sư phụ vung tay lên nói. Cho bọn họ chút gì ăn, thời gian dài như vậy không ăn cái gì cũng không được. Cung tiễn rất là bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng đi lấy đồ ăn, thầm nghĩ một tiếng đoàn trưởng thật sự là điên rồi. Lúc này không còn có người đem cổ phi dương trở thành là công tử ca, nhìn cổ phi dương trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, tất cả mọi người chỉ còn lại có khâm phục. Còn có một cái, người này có phải hay không người a à, ý nghĩ. Có ý nghĩ như vậy người còn có phía sau Hà Thần Quang, trong lòng hắn lúc này ý nghĩ chỉ có một. Người tên hỗn đảng này như thế nào còn không ngã xuống. Đây là bởi vì ở Hà Thần Quang trong mắt, cổ phi dương chính là một cái phế vật hoàng khố, người như vậy đều có thể kiên trì, hắn làm sao có thể kiên trì không được. Chính niềm tin này đã khiến Hà Thần Quang không ngã xuống. Chương 3 Sao có thể nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chạy đến cuối cùng, cổ phi dương đều chết lặng, cũng không biết như thế nào chạy đến điểm cuối cùng. Hà thần quan đến đích lập tức tê liệt ngã xuống đất. Khiến cung tiễn kỳ quái chính là, hắn tuyên bố trận đấu kết thúc, vương diễm binh vẫn đang di động về phía trước, giống như không nghe thấy. Cung tiễn tiến lên hỏi. Binh lính, ngươi còn đang chạy cái gì? Vương Diễm Binh hỏi một đằng. Hà thần quan dừng lại sao? cung tiễn ngẩn ngơ, bất quá hắn mang binh kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được vương diễm binh kỳ thật đã hôn mê, động tác hiện tại của hắn, thuần túy là chấp niệm làm cho hắn vẫn duy trì ý thức nhất định. Hôn mê là một loại chức năng tự bảo vệ của cơ thể con người, đương nhiên khi bên ngoài có kích thích cực lớn, đại não sẽ tiến vào trạng thái hôn mê bảo vệ cơ thể con người. Cung tiễn bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chấp niệm của vương diễm binh là hà thần quang, bằng không sẽ không chạy đến hôn mê còn muốn hỏi một câu hà thần quan thế nào cung tiễn biết không thể để vương diễm binh tiếp tục như vậy nói các ngươi đều đến điểm cuối ba người đều dừng lại nghe xong lời này thân thể vương diễm binh mềm nhũng ngã xuống phía dưới cũng may cung tiễn đã có chuẩn bị ông vương diễm binh vào trong ngực đồng thời gọi nhân viên y tế tới cho vương diễm binh nhìn xem cung tiễn lại nhìn cổ phi dương còn có thể nhúc nhích một chút nói làm như vậy Đáng giá sao? Cổ phi dương hiện tại cảm giác nói một câu, đều khó khăn không được, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng nặng ra một câu. Chính trị viên, ta cũng không muốn A. À. Cung tiễn nhịn không được nở nụ cười. Tiểu tử ngươi không thổi có thể chết sao? Cổ phi dương không nói gì để đối phó, cái này thật sự không có cách nào giải thích, ta cũng thật không có nghĩ tới muốn ra cái này thiên đại danh tiếng A. À cổ phi dương đi xem thần cấp trúc thưởng hệ thống lại tuyên bố cái gì nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ tại 100 km vũ trang Việt giả tỷ thí bên trong thu hoạch được thắng lợi, phải chăng tiến hành rút thưởng? Vâng. Chúc mừng chủ ký sinh ban thưởng tinh thông thủy hệ sơ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được đặc công chuyên dụng tiền tệ 50. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được dược tệ khôi phục thể lực ít một. Thần cấp rút thưởng hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên. Tân binh doanh huấn luyện sau khi kết thúc, ký chủ đem gặp phải phân phối đại đội, căn cứ ký chủ lựa chọn đại đội bất đồng, sẽ thu được bất đồng khen thưởng. Lựa chọn gia nhập đại đội 4 thiện xạ, sẽ đạt được hai lần rút thưởng cấp 1. Lựa chọn gia nhập mảnh hổ lục liên, sẽ đạt được 3 liên rút cơ hội một lần. Vui lòng chọn. Ta lựa chọn, gia nhập mảnh hổ lục liên. Cổ phi dương không chút do dự nói. Tuy rằng thiện xã tứ liên là thiết quyền đoàn vương bại liên đội, nhưng là nhiều một hệ thống giao cho năng lực đặc thù hiển nhiên mới là vương đạo A, về sau nếu muốn làm bộ đội đặc chủng, năng lực đặc thù hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Lần này bởi vì cổ phi dương ảnh hưởng, Hà Thần quan cùng vương diễm binh đều bị thiện xạ tứ liên cho chọn trúng, mà cổ phi dương thì đi mạnh hổ lục liên. Kỳ thật cung tiễn là muốn cho cổ phi dương gia nhập đại đội bốn thiện xạ, vấn đề là đây là quyết định của đoàn bộ đại đội sáu bành liên trưởng cũng sẽ không dễ dàng thả người cung tiễn cũng không có cách nào bành liên trưởng phân phối cổ phi dương vào ban một tiểu đội trưởng chính là hoàng tĩnh nguyên lần trước tham gia tỷ thí nhìn thấy cổ phi dương đến đại đội sáu hoàng tĩnh nguyên cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc cổ phi dương sao không đi đại đội bốn thiện xạ chứ dựa theo thành tích khảo hạch tân binh của hắn mà nói không nên a à. bất quá hoàng tĩnh nguyên cũng không hỏi nhiều loại chuyện này chỉ có đoàn bộ mới biết được buổi tối nghỉ ngơi một hồi, cổ phi dương bắt đầu xem xét một cấp trúc thưởng là chuyện gì xảy ra, còn có cái kia đặc công chuyên dụng tiền lại là cái vật gì. Nhưng trên đồng tiền chuyên dụng của đặc công chỉ có một gợi ý, tiền không đủ, tích lũy đủ tiền sẽ tăng thêm chức năng của cửa hàng, mời chủ ký sinh tiếp tục cố gắng. Cổ phi dương âm thầm nói thầm sẽ không muốn cái 10 vạn 8 vạn mới mở ra đi, vậy thì quá làm cho người ta hết chỗ nói rồi. Rất đáng tiếc chính là, cái này hệ thống bảo mật biện pháp làm rất tốt, không chỉ có đặt công chuyên dụng tiền tệ thuyết minh chỉ có đôi câu vài lời, coi như rút thưởng loại đều chỉ có một cái rút thưởng cái nút, liền khả năng rút trúng khen thưởng đều không có triển lãm ra, để cổ phi Dương đều không cách nào chờ mong. Cổ Phi Dương thở dài, lần nữa lựa chọn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được 180 vạn đô la. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được sơ cấp tinh thông súng ống chúc mừng chủ ký sinh đạt được sơ cấp sơ cấp né tránh tinh thông một triệu tám mươi triệu đô là cái không tệ khen thưởng bất quá đây cũng là kiện rất đau đầu sự tình sau này muốn tiêu số tiền này thời điểm hắn như thế nào hướng người nhà giải thích cái này một trăm tám mươi vạn đô la lai lịch đây không phải là một con số nhỏ không phải một trăm tám mươi đô la mang theo các loại loạn thất bát tao ý nghĩ cổ phi dương liền tiến vào mộng đẹp Ngày hôm sau muốn tiến hành xạ kích huấn luyện, nhưng mà cổ phi dương không có đợi đến 6 giờ rưỡi rời giường hào, 4 giờ thời điểm đã bị thần cấp rút thưởng hệ thống cho đánh thức. Mời ký chủ lập tức rời giường, tại trong vòng 3 giờ hoàn thành 1.000 lần bụng nhiễu can, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 3 liên rút cơ hội một lần. Ồ, cái này giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận, tại cổ phi dương trong trí nhớ, có cái gọi gia lô di mau tử binh dùng 3 giờ 28 phút làm 1.333 cái so với trong phim truyền hình hứa tam nhiều hơn 333 cái rồng đã một 000 cái. Bất quá cái kia mau tử binh là thế giới kỷ lục người bảo trì, cổ phi dương vừa mới nhập ngủ không có bao lâu, hơn nữa hệ thống giảm bớt thời gian, cái này một 000 cái bụng nhiễu xa cũng không phải tốt như vậy hoàn thành. Cổ phi dương lập tức mặc vào quân trang, chạy ra ký túc xá, thẳng đến sân huấn luyện. Cổ phi dương sớm như vậy chạy ra ngoài, đương nhiên đưa tới lính gác chú ý phát hiện cổ phi dương chạy về phía sân huấn luyện, lính gác âm thầm nói thầm một tiếng. Hiện tại lính mới đều điên cuồng như vậy sao? Cổ phi dương động tỉnh này cũng kinh động liên trưởng rồi, sáu liên bên trong còn không có như vậy binh lính, chủ động cho mình luyện thêm đấy. Lúc này trời còn tối đâu rồi, liên trưởng không khỏi đi theo, khi hắn đi sân huấn luyện thời điểm, phát hiện cổ phi dương đã bắt đầu làm bụng vòng xa rồi. Đại đội trưởng cũng không có đi kinh động cổ phi dương, mà là ở một bên bất động thanh sắc tính toán. Hắn rất muốn biết cái này ngày đầu tiên liền cùng lâu năm sĩ quan lão hát tương đối gần tân binh rốt cuộc có cỡ nào ngưu xoa. Tuy rằng sơ cấp cách đấu tinh thông để cho cổ phi dương sức chịu đựng chiếm được trên diện rộng tăng lên, nhưng là làm xong 500 cái bụng vòng xạ sau khi, cổ phi dương vẫn cảm giác được toàn thân cơ bắp đều có chút đau đớn. Lúc này cổ phi dương tốc độ chậm lại, nhưng cổ phi dương vẫn dùng chính mình có khả năng phát huy ra tốc độ nhanh nhất làm bụng nhiễu xà. Lúc này đại đội trưởng đã dạy ra, trong đại đội của hắn chưa từng có ai có thể làm nhiều xà cặp như vậy. Ngay cả những tiểu đội trưởng, trung đội trưởng kia cũng không được. Lúc số hiệu rời giường lúc 6 giờ rưỡi vang lên, không ngừng có chiến sĩ từ ký túc xá đi ra, bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị 7 giờ ăn điểm tâm. Có người ngoài ý muốn thấy được cổ phi dương tại làm bụng vòng xà, cũng đi tới cổ phi dương lớp trưởng hoàng tĩnh nguyên muốn cho cổ phi dương xuống trước chuẩn bị ăn cơm liên trưởng ngăn cản hắn đừng đi quấy rầy hắn nhìn xem hắn đến tột cùng có thể làm bao nhiêu cái vâng đại đội trưởng làm xong một ngàn cái bụng quấn xà sau cổ phi dương từ xà đơn trên xuống dưới cầm lấy chuẩn bị tốt nước khoáng mảnh rót lại lau lau mồ hôi lúc này mới thấy được đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng tuy rằng toàn thân đau nhức Cổ Phi Dương vẫn là đi qua kính cái lễ. Đại đội trưởng Bạnh liên trưởng lúc này cực kỳ rung động, hắn tính toán có 970 cái, nhưng hắn tới thời điểm Cổ Phi Dương đã bắt đầu làm, đoán chừng là làm rồng rã 1.000 cái. Con số này đã phá kỷ lục của tập đoàn quân. Đây là dạng sức chịu đựng cùng nghị lực gì A. À? Vẫn là tân binh vừa mới được phân đến đại đội A. À? Tân binh bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Cái này còn có thiên lý hay không? Hơn nữa xem Tân binh này trứng còn không có mệt muốn chết, lại còn có khí lực lại đây cúi chào. Bành Liên trưởng ở trong lòng cảm thán một chút, nói: "Được rồi, nhanh đi ăn cơm đi, đúng rồi, ngươi làm như vậy, một hội xạ kích huấn luyện không thành vấn đề chứ?" Báo cáo đại đội trưởng, không có vấn đề. Bành đại đội trưởng vung tay lên. "Hảo binh, đi thôi." "Vâng." "Đại đội trưởng." Sau khi ăn cơm xong, đại đội trưởng mang toàn bộ chiến sĩ đại đội tiến hành huấn luyện bắn súng, bất quá lần này không phát cho mỗi chiến sĩ một khẩu súng, mà bảo người ta mang lên hơn 10 cái rương, bên trong chứa đầy các loại linh kiện súng ống. Thái Tiểu Tâm thấp giọng hỏi lớp trưởng Hoàng, "Đây là tình huống gì?" "Làm sao tôi biết?" "Nhìn kỹ là được." Lớp trưởng Hoàng nói. Cổ Phi Dương thấp giọng nói, "Còn có thể có tình huống gì?" Đương nhiên là để cho chúng ta trước lắp ráp súng ống, lại xạ kích A. Các chiến sĩ xung quanh đều gật đầu, cảm thấy không còn khả năng nào khác. Thái tiểu tâm khinh thường cười một tiếng. Ngươi vừa tới tân binh đảng tử, còn biết những thứ này. Hiện tại tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, lấy tiểu đội làm đơn vị, từ trong rương linh kiện bên trong lắp ráp ra một thanh 95.1 thức súng trường, một thanh 92 súng lục. Nghe được mệnh lệnh của đại đội trưởng, binh lính xung quanh Thái Tiểu Tâm cũng nhìn không được nở nụ cười, đều thay Thái Tiểu Tâm cảm thấy đau mặt, tốc độ đánh mặt này, thật đúng là không phải nhanh bình thường. Ban một dựa theo mệnh lệnh của đại đội trưởng, 13 người đều đứng ra, mỗi người đứng trước một cái rương. Thái Tiểu Tâm vừa nhìn trong rương tất cả đều là linh kiện, nhất thời có chút choáng váng như thế nào nhiều linh kiện như vậy. Bành đại đội trưởng mặc kệ Thái Tiểu Tâm đang nghĩ gì, cao giọng hỏi. Chuẩn bị bắt đầu. Nhiệm vụ tiếp theo, bắn trúng 2 000 mét bia ngắm, khen thưởng ba liên rút cơ hội một lần. Cầm cỏ. Cổ phi dương còn không có bắn qua súng thật đâu rồi, chuyện lần này phỏng chừng không tốt lắm làm. Theo liên trưởng mệnh lệnh hạ đạt, cổ phi dương lập tức đối hệ thống nói ra. Ta muốn tiến hành rút thưởng. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào rút thưởng cho năng lực có thể sử dụng. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được mảnh vỡ mặt nạ bách biến x 3 Chúc mừng chủ ký sinh đạt được đặc công chuyên dụng tiền ít 30. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tinh thông ngắm bắn. Đại đội trưởng nhìn cổ phi dương dừng lại một chút, quát. Cổ phi dương, ngươi đang làm cái gì? Vừa dứt lời, cổ phi dương lập tức động thủ, tốc độ thật nhanh. Điều này làm cho đại đội trưởng âm thầm nói thầm, tiểu tử này không phải là động thủ lung tung chứ. Lần này bệnh liên trưởng đều nhìn không được nhìn nhiều cổ phi dương vài lần, bất quá chứng kiến cổ phi dương lấy ra linh kiện về sau, bành liên trưởng liền biết cổ phi dương cũng không phải làm lung tung, cổ phi dương lấy ra chính là 95.1 thức tự động súng trường linh kiện. 9 giây sau, cổ phi dương liền lắp ráp xong một thanh 95.1 thức súng trường tự động, cái này để cho tất cả chiến sĩ đều nghẹn họng nhìn trân trối, điều này làm sao có thể a? À? Lần này bành liên trưởng cẩn thận nhìn chầm chầm cổ phi dương tay, nhìn xem hắn rốt cuộc là làm sao làm được tiểu tử này vừa rồi còn do dự bất động hiện tại đột nhiên có thể lắp ráp chính xác như vậy cái quái gì thế lại nhìn một chút bành liên trưởng liền phát hiện cổ phi dương động tác thập phần thuần thục giống như hắn đã lắp ráp qua mấy vạn khẩu súng ống đã thuần thục không thể lại thuần thục thế nhưng một tân binh làm sao có thể lắp ráp mấy vạn khẩu súng ống chứ chẳng lẽ hắn là công nhân xưởng công binh sao nhưng là bành liên trưởng biết điều này không có khả năng xưởng công binh cũng không thể thuê lao động trẻ em a, mà cái này Cổ Phi Dương, tư liệu thượng cũng liền 18 tuổi, cho nên hắn không có khả năng có cơ hội này. Chẳng lẽ đây là thiên phú trong truyền thuyết? Bành Liên trưởng đang suy nghĩ những chuyện này, Cổ Phi Dương đã trang bị tốt một khẩu súng lục 92 thức. Báo cáo. Hoàn thành. Cổ Phi Dương thanh âm để Bành Liên trưởng tỉnh táo lại, một bên phụ trách tính giờ chiến sĩ nói. 15 giây lần này người phía dưới đều xôn xao, 15 giây từ trong rương tràn đầy linh kiện lắp ráp ra hai khẩu súng. Đây là chuyện mà nhân loại có thể làm được sao? Cầm thảo, ta nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Đây không phải là liên trưởng bảo bộ đội đặc chủng giả làm binh nhì, kích thích chúng ta hảo hảo huấn luyện. Trong đó binh lính trung, liền muốn thuộc hoàng tiểu đội trưởng nhanh nhất, dùng 29 giây thời gian, lắp ráp ra hai khẩu súng đi ra bất quá hoàng lớp trưởng cũng biết cổ phi dương thành tích là bao nhiêu lúc ấy liền hết chỗ nói bành đại đội trưởng nhìn không được hỏi trước kia cậu từng luyện qua cổ phi dương nói ông nội ta nguyên lai là quân nhân bành đại đội trưởng gật gật đầu thì ra là gia đình quân nhân bất quá con em bộ đội bình thường cũng không có năng lực như vậy anh làm sao làm được cái gì làm sao làm được cổ phi dương khó hiểu hỏi chẳng lẽ, cậu mỗi ngày luyện tập cách lắp ráp súng ống sao? Bành đại đội trưởng gãi đầu, hắn có chút hoài nghi tên hỗn đảng trước mắt này đang giả ngu. 95.1 thước súng trường tự động linh kiện, cùng không ba súng trường tự động linh kiện, có rất rõ ràng khác nhau à, cái này cũng có thể cầm sai sao? Chương 4 Nhắm chuẩn tinh thông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tôi sẽ lấy sai Nào có đơn giản như vậy tiểu tử ngươi không thổi sẽ chết sao đại bộ phận chiến sĩ nghĩ đều là nội dung như vậy tên tân binh này cũng quá đáng giận tuy rằng tất cả mọi người đều biết khả năng lắp ráp súng ống đối với ngươi mà nói thật sự rất đơn giản nhưng là ta nghe xong như thế nào vẫn là muốn đánh ngươi đây đại đội trưởng lên tiếng ý cậu là cậu chỉ cần nhìn một cái linh kiện liền biết chúng là linh kiện của súng ống gì đúng vậy đại đội trưởng đại đội trưởng muốn làm khó cổ phi dương một chút miễn cho cổ phi dương quá mức kiêu ngạo kiêu ngạo đối với bất kỳ một tên binh lính nào mà nói đều là một loại có hại tâm tình vậy cái rương trong tay anh có thể lắp ráp bao nhiêu khẩu súng đều là loại súng ống đại đội trưởng cảm thấy vấn đề này đủ khó khăn dù sao trong rương cũng là một đống lớn linh kiện anh muốn đếm rõ ràng cũng cần một đoạn thời gian chứ chỉ cần cổ phi dương không trả lời được đại đội trưởng sẽ giáo dục cổ phi dương cậu còn là tân binh, những thứ cần học, còn nhiều lắm. Nhưng mà đại đội trưởng thất vọng, vấn đề của hắn vừa mới hỏi xong. Cổ phi dương không chút do dự đáp. Ngoại trừ trong tay ta cái này thanh 95.1 thức súng trường tự động, còn lại linh kiện còn có thể lắp ráp 88 thức súng trường bắn tỉa hai thanh, 95 ban dùng súng máy một thanh, 03 súng trường tự động một thanh, 07 súng lục tự động một thanh, 92 súng lục một thanh. Ba bộ phận súng trường bắn tỉa 88 còn lại, năm bộ phận súng máy cho đội 95 và hai súng lục tự động 07, ngoài một bộ phận súng trường tự động kiểu 95.1 bị hư hỏng. Câu trả lời này làm cho tất cả binh lính phía dưới đều im lặng một hồi, tất cả mọi người không còn lời nào để nói, đây cũng quá cường hãn đi. Đây thật sự là tân binh. Đặc biệt là làm vài năm lão binh, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình binh này hình như là làm không công bọn hắn còn không bằng một cái vừa mới hạ đại đội tân binh. Ngay cả bành liên trưởng làm cán bộ trong bộ đội mười mấy năm như vậy cũng thất thần một trận, những linh kiện này đều là ngẫu nhiên bỏ vào, cũng không có quy luật, hoàn toàn không tồn tại căn cứ vào kinh nghiệm gì mà làm được. Bành liên trưởng không tin cổ phi dương có thể làm ra phán đoán chính xác như thế, những mày nói. Thật sao? Vâng. Đại đội trưởng. Cổ phi dương lần nữa động thủ lắp ráp súng ống, tốc độ vẫn là nhanh như vậy, cái kia mây trôi nước chảy dáng vẻ, để cho tất cả chiến sĩ lại một lần nữa tháng phục. Mấy phút sau, tất cả súng ống đều bày biện ở nơi đó, còn lại linh kiện cùng hư hao linh kiện cũng đều bày biện chỉnh tề, số lượng thượng cùng cổ phi dương nói đều giống nhau, cái này để chuẩn bị giáo dục cổ phi dương liên trưởng đều không lời nào có thể nói. Đại đội trưởng vung tay lên nói. Đem tất cả mọi người thành tích đăng ký một chút, chúng ta bắt đầu xạ kích huấn luyện cậu muốn dùng súng gì? Đại đội trưởng nhìn về phía cổ phi dương. Báo cáo liên trưởng, ta muốn dùng quy di về không hai cao xạ súng máy. Cổ phi dương vừa nghe có thể chọn súng, lập tức nói ra chính mình muốn súng ống. Đại đội trưởng văn ngôn đầu tiên là sửng sốt, bởi vì đa số binh sĩ thiện xạ đều thích bắn tỉa súng trường, như vậy có thể phát huy ra ưu thế thiện xạ tốt. Mà cao xạ súng máy là dựa vào giày đặt đạn hình thành mạng đạn đến, độ chính xác bình thường, mà cổ phi dương lại lựa chọn cao xạ súng máy. Đại đội trưởng cũng không biết cổ phi dương ý nghĩ, tuyển 88 súng trường bắn tỉa, xa nhất có thể đánh 1.200 mét mục tiêu, nhưng là tuyển quy di dê không hai súng máy cao xạ thì không giống nhau, súng này nhưng là có thể đánh 2.000 mét mục tiêu đâu. Đại đội trưởng cười lạnh một tiếng nói. Tốt lắm, tiểu đội trưởng, cậu lập tức đến kho vũ khí lấy một khẩu súng máy cao xạ quy di dê không hai ra. Hoàng Tĩnh Nguyên lập tức đứng nghiêm. Vâng. Đại đội trưởng. Rất nhanh Hoàng Tĩnh Nguyên mang theo một khẩu súng máy cao xạ quy di dê không hay đi ra, đặt ở trước mặt cổ phi dương. Đại đội trưởng mặt mang ý cười nói. Nói đi, tiểu tử ngươi cho mình định bao nhiêu mét bia? Đại đội trưởng đây là phép khích tướng, tôi cho anh chọn, tiểu tử anh không biết xấu hổ chọn bia ngắm 100 mét. Toàn bộ chiến sĩ đều nhìn ta cũng không tin ngươi có thể kéo cái mặt này xuống. Cổ phi dương đương nhiên sẽ không để cho đại đội trưởng thất vọng. Báo cáo đại đội trưởng, tôi chọn 2.000 mét chỗ cây kia màu lam cờ xí. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn một chút lá cờ màu lam xa xa, đều sợ ngay người, tân binh này mỗi lần mở miệng, đều định dọa người ta sợ hãi. Đại đội trưởng lần nữa mang theo một tia nụ cười quỷ bí nói. Tốt lắm, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Ngươi liền dùng viên đạn này bắn trúng ngươi chọn trúng mục tiêu đi." Cổ Phi Dương cảm thấy khó tin. "Một viên đạn?" Đại đội trưởng sụ mặt nói. "Đúng vậy, ta cho ngươi đánh một cái mục tiêu mà thôi, ngươi còn muốn dùng máy phát đạn?" Những binh sĩ khác đổ mồ hôi hột, đây chính là súng máy cao xạ dựa vào mật độ đạn để che đậy mục tiêu, đại đội trưởng, sao tôi mới phát hiện anh xấu xa như vậy?" Cổ Phi Dương ngẩn ngơ, hắn mặc dù muốn đánh cái kia 2000 mét cờ xí, nhưng là loại này súng máy chính là dựa vào đạn mật độ bao trùm mục tiêu, coi như có tự động ngắm bắn, hắn cũng không có ý định dùng một phát đạn A. À. Cổ phi dương mặc dù cảm thấy sự tình có thể không cách nào vãn hồi, vẫn là kiên trì gia đầu dự định lại dãy dù một chút. Thế nhưng là, liên trưởng, vạn nhất này một phát đạn là một phát đạn thối, hoặc là đạn câm, vậy có thể như thế nào cho phải? Đương nhiên không được, ngươi lập tức liền muốn cùng địch nhân đẫm máu chiến đấu hăng hái lúc này nào có thời gian đi lấy một phát đạn khác nhìn thấy đại đội trưởng hao hết tâm tư hố một tân binh như thế những binh sĩ khác đều có chút muốn cười nhưng cân nhắc đến tâm tình đại đội trưởng không ai không dám cười ra tiếng nhưng nói đi cũng phải nói lại cổ phi dương cũng không thể dùng ánh mắt tân binh để đối đãi tân binh này kỳ thật so với rất nhiều lão binh đều trâu bò Cổ Phi Dương bắt được súng máy cao xạ Quy Di Dê 02 về sau, trước điều chỉnh một chút, súng mới xuất xưởng bình thường muốn điều chỉnh, nhưng là Cổ Phi Dương cũng không dám khẳng định này khẩu súng máy cao xạ Quy Di Dê 02 thượng một đời chủ nhân điều chỉnh trình độ như thế nào. Đại đội trưởng làm như vậy, đương nhiên vẫn hy vọng Cổ Phi Dương bị ngăn trở, chỉ có binh lính bị ngăn trở mới có thể càng thêm thành thục. Cũng chỉ có gặp được binh lính thập phần ưu tú, đại đội trưởng mới có thể nhọc lòng như thế đại đa số quan quân cũng đều là như vậy, càng thưởng thức binh lính nào đó, huấn luyện lại càng tàn nhẫn, yêu cầu cũng càng cao, điều kiện cũng càng thêm hà khắc. Đại đội trưởng cầm lấy kính viễn vọng, nhìn lá cờ cách đó 2.000 mét. Cổ phi dương thì lắp đặt xong khẩu súng máy cao xạ QGZ-02 này, sử dụng ngắm chuẩn tự động khóa chặt lá cờ kia, bắn mục tiêu 2.000 mét, cần cân nhắc đến các nhân tố như tốc độ gió, độ ẩm, lực hấp dẫn của trái đất, thời gian ngắm chuẩn cũng sẽ dài hơn. Mà tự động ngắm chuẩn cũng theo tốc độ gió không ngừng lắc lư, thẳng đến tốc độ gió ổn định thời điểm, cổ phi dương mới bóp cò súng, một phát 14,5mm thoát xác đạn lấy 1250 m một giây tốc độ bay về phía mục tiêu. Viên đạn này muốn hơn một giây mới có thể bắn trúng mục tiêu, nhưng mà cổ phi dương nổ súng về sau, gió phương hướng rõ ràng lại thay đổi, để cổ phi dương nhìn không được vỗ một cái bên cạnh một khối gạch, cũng không biết bắn trúng không có. Chương 5 Ngươi sẽ còn kỹ thuật điện tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Động tác cổ phi dương đập gạch tự nhiên bị liên trưởng nhìn thấy, lần này khóe miệng liên trưởng theo bản năng toát ra nụ cười, thất thủ rồi chứ. Xem ngươi còn dám hay không vẫn kiêu ngạo như vậy. Nhưng đại đội trưởng dơ kính viễn vọng lên nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, cột cờ có cờ xanh kia vẫn bị gãy điều này chứng tỏ cổ phi dương đã bắn trúng mục tiêu đại đội trưởng trong lòng thầm giận ngươi đã bắn trúng mục tiêu còn đập cái gì gạch bất quá này khen ngợi lời nói vẫn là không thể nói liên trưởng cũng không muốn để cho cổ phi dương bởi vậy kiêu ngạo lên hừ một tiếng nói một thương này đánh qua loa đi những chiến sĩ khác đều hết sức im lặng cái này gọi là qua loa vậy trình độ xạ kích của bọn họ tính là gì chẳng lẽ là vô cùng thê thảm hay là khó coi. Hoặc là cực độ thê thảm không nỡ nhìn. Cực kỳ khó coi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xạ kích 000 m mục tiêu nhiệm vụ, đạt được 3 liên rút thăm cơ hội một lần, có hay không tiến hành rút thưởng. Vâng. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tinh thông hacker sơ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được đặc công chuyên dụng tiền X30. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được ẩn thân dược thủy một Thuốc tàng hình sau khi sử dụng, những người khác sẽ không thể nhìn thấy người dùng trong 180 giây và không thể sử dụng chai thứ hai trong vòng 3 giờ. Lúc này đại đội 4 thiện xạ cũng đang tiến hành huấn luyện xạ kích. Sau khi Hà Thần Quang bắn bia ngắm 800 mét, chiến sĩ đại đội 4 lập tức vỗ tay nhiệt liệt, dù sao tầm bắn hữu hiệu nhất của súng trường bắn tỉa 88 cũng chỉ 800 mét, đây gần như là cực hạn. Cung tiện đối với việc này tuy rằng thập phần hài lòng, nhưng là cũng xuất phát từ đối với Hà thần quan quan tâm cùng bảo vệ, vì phòng ngừa Hà thần quan trở nên kiêu ngạo tự mãn, liền thuận miệng nói một câu. Tạm được, tạm qua loa đi. Lão Hắc không nói gì, cũng nói theo. Cũng tạm được. Cung tiễn lại hô. Lão Hắc, trời mưa rồi, chuẩn bị huấn luyện leo núi. Vâng. Hà thần quan rốt cuộc là một người trẻ tuổi, nghe được qua loa cái từ này sau, hô. Báo cáo Cung tiễn nhìn thoáng qua hà thần quan còn quỳ rạp trên mặt đất bảo trì tư thế bắn nói. Đứng lên nói chuyện. Hà thần quan đứng lên đứng nghiêm, nói. Báo cáo chính trị viên, 88 thức súng bắn tỉa lớn nhất hữu hiệu tầm bắn 800 mét, không biết phóng tới 1.200 mét, sẽ như thế nào? Cung tiễn lúc này còn không biết hà thần quan gia gia nguyên lai là quân khu phó tư lệnh viên, 88 thức súng trường bắn tỉa là hà thần quan từ nhỏ chơi đến lớn, lập tức cũng cảm thấy có chút mới mẻ, bất quá cung tiễn cũng không cự tuyệt. Cái này ta thật đúng là không có chơi qua. Lão Hắc ở một bên nói. Đây không phải là hồ nháo sao? Ta xem xong rồi. Cung tiễn ngược lại cảm thấy chuyện này không sao cả. Ta xem có thể thử xem, bắn không trúng cũng không sao, coi như là luyện thương cho hắn. Cung tiễn lại hô. Các đồng chí, hà thần quan đồng chí muốn khiêu chiến một ngàn hai bạch mễ, các ngươi nói có cho hắn cơ hội hay không? Chiến sĩ phía dưới đương nhiên đồng thanh cao giọng. Cho. Vương Diễm Binh tuy rằng cũng đang hô cho, nội tâm lại có chút không cho là đúng, cảm thấy hà thần quan bay, 88 thước súng bắn tỉ lớn nhất hữu hiệu tầm bắn chỉ có 800 mét, 1.200 mét đạn cũng không biết bay tới nơi nào, thật sự là khoác lác không đánh bản nháp A. Cung tiễn nhịn không được, lại hỏi một câu. 1.200 mét, người có nắm chắc không? Hà thần quan cật nhã nói. Không phải ngài nói thử súng sao? Nhưng tôi cần một trợ thủ. Lúc hà thần quan nói lời này, nhìn cung tiễn, ý tứ kia rất rõ ràng, trợ thủ tôi nói, không phải chính trị viên thì không còn ai khác. Cung tiễn ngược lại không sao cả, đồng ý làm trợ lý cho hà thần quan, hà thần quan thì thập phần, tri kỷ đưa lên hai vỏ đạn, để cho chính trị viên không đến mức bị tiếng súng chấn động rất thảm. Cung tiễn thấy Hà Thần Quang không lập tức nổ súng, lấy cớ sao Thần Quan không nắm chắc, khuyên nhủ: Không nắm chắc thì thôi, thổi ít một lần trâu sẽ không chết. Chính trị viên, ngài còn nói nữa, tôi sẽ say sóng mất. Được, cho người ba mươi giây. Hà Thần Quan tính toán xong số liệu tu chỉnh, quyết đoán nổ súng, một cột cờ lên tiếng trả lời mà gãy. Lão Hắc cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút, hô: Báo cáo, trúng mục tiêu toàn đại đội chiến sĩ lập tức vỗ tay. Được. Vương Diễm Binh lúc này cảm thấy phi thường rung động, 1.200 mét A, nếu đổi thành là hắn, tuyệt đối đánh không trúng mục tiêu. Cung tiễn cao giọng tuyên bố. Hiện tại ta tuyên bố, binh nhì hà thần Quang là tay súng bắn tỉa đại đội 4 của ta. Tốt. Mọi người lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cường giả ở trong quân doanh luôn dễ dàng được hoan nghênh. Cung Tiễn đầu tiên là đối với Hà Thần Quang nói ra. Súng đánh tốt chỉ là cơ sở, tay súng bắn tỉa còn có rất nhiều thứ phải học, ngươi đừng vẫn đuôi a. À. Vâng. Cung Tiễn lại thấp giọng nói với lão hát Đem toàn bộ tư liệu về Hà Thần Quang này cho ta. Vâng. Điều này làm cho Vương Diễm Binh có chút mất mát, Hà Thần Quang là chấp niệm của hắn, hiện tại lại phát hiện, mặc kệ tới nơi nào, Hà Thần Quang đều ưu tú như vậy a. À. Chờ tiếng hoang hô kết thúc về sau, Vương Diễm Binh lại nghĩ tới Cổ Phi Dương, lúc trước Cổ Phi Dương tại Vũ Trang Việt giả hạng nhất thượng có thể nói là vàng chúng chú ý, nhất cử chạy xong 100 km cự ly siêu dài. Không biết Cổ Phi Dương bắn thế nào. Tuy rằng Vũ Trang Việt giả thường Cổ Phi Dương cường đại rối tinh rối mù, nhưng là xạ kích cùng Vũ Trang Việt giả cũng không có quá nhiều liên hệ, Vương Diễm Binh rất muốn biết Cổ Phi Dương xạ kích trình độ như thế nào không đơn thuần là vương diễm binh muốn biết cổ phi dương xả kích trình độ hà thần quang cũng muốn biết dù sao cũng là người trẻ tuổi a tranh cường háo thắng tâm luôn có khi tiểu đội trưởng hoàng Tĩnh nguyên đi qua lối đi công cộng của cả đoàn hà thần quang và vương diễm binh đột nhiên xuất hiện từ sau lùm cây hai bên điều này làm cho tiểu đội trưởng hoàng lấy làm kinh hãi sau khi thấy rõ là hai tân binh tiểu đội trưởng hoàng đang hỏi các cậu có việc hà thần quan cùng vương diễm binh không nghĩ tới đối phương cũng ở trước tiên xuất hiện thầm nghĩ một tiếng thật trùng hợp a bất quá hai người không có đi xoắn suýt vấn đề này mà là trăm miệng một lời hỏi hoàng lớp trưởng ta có một vấn đề muốn hỏi ngài không biết ngài có thể hay không giải đáp một chút tiểu đội trưởng hoàng cảm thấy khó hiểu hai người này là anh em nói chuyện thật ăn ý mà hà thần Quang cùng vương diễm binh phát hiện bọn họ lại cùng nhau mở miệng lại đồng thời đối với đối phương nói. Người nói trước. Hai người đồng thời phát hiện mình lại cùng đối phương nói cùng một câu, theo bản năng phun ra một chữ. Kháo. Hai người lại đồng thời nói. Không, ta nói trước. Lớp trưởng Hoàng nghe đến phát mộng, hai người này làm cái gì vậy? Đại đội bốn thiện xạ muốn tổ chức tiệc chào mừng. Bọn họ đây là luyện tiểu phẩm sao? Hoàng tiểu đội trưởng chỉ chỉ vương diễm binh các ngươi đừng ầm ĩ ngươi nói trước đi vương diễm binh chất ra một cái khuôn mặt tươi cười tiểu đội trưởng ta muốn biết lục liên cổ phi dương hôm nay xả kích thành tích có thể không đây cũng không phải đại sự gì hoàng tiểu đội trưởng gật gật đầu nói không thành vấn đề cổ phi dương hôm nay dùng một cái quy di dề không hai cao xạ súng máy bắn trúng 2.000 mét bia hà thần quang ngẩn ngơ lại hỏi dùng mấy viên đạn a một viên đạn còn có chuyện gì không không có tôi đi đây hoàng lớp trưởng thấy hai người không nói gì nữa lúc này mới rời đi trong lòng thầm nghĩ hai người này sao lại có chút thần kinh hề hề thật lâu sau vương diễm binh mới nói điều này không có khả năng a à? hà thần quang nói không có gì không có khả năng cường trung tử có cường trung thủ chúng ta chưa từng thấy qua không có nghĩa là không tồn tại cố lên đi quân khu hàng năm diễn tập rất nhanh sẽ bắt đầu, đây chính là năm năm mới một lần trọng đại diễn tập, rất nhiều hai năm binh liền cơ hội tham gia đều không có. Chúng ta nhất định phải quý trọng cơ hội như vậy mới đúng. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng cổ phi dương tỷ thí một hồi, nhìn xem ai mới là binh sĩ ưu tú nhất. Cố lên! Còn bao lâu nữa cử hành diễn tập? Vương Diễm Binh hỏi. Sắp rồi, có lẽ một giây sau. Hà Thần Quang còn chưa nói xong, đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai liền vang lên, cảnh báo chiến đấu cấp 1. Vương Diễm Binh ngẩn ngơ. Hà Thần Quang, miệng anh đã mở hết chưa? Hà Thần Quang. Các bộ đội chủ quan cũng đồng thời cao giọng hạ lệnh. Quân khu hàng năm diễn tập bắt đầu. Vâng. Cổ phi dương bên tai cũng vang lên một thanh âm. Tuyên bố nhiệm vụ kế tiếp tại quân khu hàng năm diễn tập bên trong tiêu diệt 50 tên quân xanh, cái này 50 tên quân xanh bên trong phải bao hàm cao thế nguy trung tướng, hà chí quân đại tá, phạm thiên lôi thượng tá, nhiệm vụ hoàn thành có thể được tam liên rút cơ hội một lần. Bành liên trưởng lúc này còn không biết nên cho cổ phi dương an bài vị trí gì, theo lý mà nói, cổ phi dương thương pháp tinh chuẩn, hẳn là tay súng bắn tỉa. Vấn đề là cổ phi dương dùng chính là cực kỳ cồng kềnh quy di dê không hai cao xạ súng máy dùng đồ chơi này bắn tỉa quân xanh sao hình như có chút vô nghĩa vì thế bành đại đội trưởng hỏi cổ phi dương một chút cậu cảm thấy mình nên làm chút gì tay súng bắn tỉa tay súng máy cổ phi dương biết kế tiếp thiết quyền đoàn hệ thống chỉ huy nên lọt vào nanh sói đặc biệt chiến lữ điện tử đã kích cho nên cũng không có nói muốn làm tay súng bắn tỉa súng máy tay cái gì cái kia cái gì đại đội trưởng ta am hiểu nhất kỳ thật là điện tử đối kháng, ngài có thể hay không cho ta một cái laptop? Đại đội trưởng sửng sốt, tình huống thế nào? Bất quá cổ phi dương sẽ không ở phía sau nói dẫn đấy, liên trưởng lập tức nói ra. Cho ta cầm một cái laptop lại đây. Hiểu rồi. Một lát sau một máy tính sách tay được đưa đến, đại đội trưởng hỏi. Cậu xem, cái này có được không? Cổ phi dương đưa tay tiếp nhận. Không thành vấn đề lúc cổ phi dương mở laptop ra đại đội trưởng dùng ánh mắt ý bảo lính thông tin để hắn xem cổ phi dương trình độ gì đại đội trưởng cùng chính trị viên đều có chút không quá tin tưởng một binh nhì làm sao có thể hiểu được nhiều thứ như vậy nhưng mà cổ phi dương động thủ bọn họ đều có chút bối rối nhìn cổ phi dương tư thế đây là cao thủ a thông tin binh cũng nói ra liên trưởng chính trị viên đây là cao thủ a ít nhất so với ta mạnh hơn nhiều Binh sĩ thông tin nhưng là sinh viên chuyên ngành máy tính, trình độ của hắn ở toàn đại đội tự nhiên là đứng đầu, nhưng mà lần này hắn bị chấn động, binh nhì này thật lợi hại a. À? Đại đội trưởng hỏi: "Trên này là cái gì?" Binh sĩ thông tin xấu hổ nói: "Không phụ lòng đại đội trưởng, ta cũng xem không hiểu." Đại đội trưởng nhịn không được liếc mắt xem thường, "Cậu học cái gì ở đại học vậy? Trình độ không bằng người ta thì thôi." hiện tại ngay cả xem cũng xem không hiểu điều này cũng làm cho đại đội trưởng thán phục binh nhì này hiểu biết thật nhiều sao anh có thể làm mọi thứ và anh sẽ không làm gì sao mấy phút sau cổ phi dương nói liên trưởng không tốt đại đội trưởng hoảng sợ vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra vậy đã xảy ra tình huống đặc biệt gì chúng ta thiết quyền đoàn hệ thống chỉ huy đã bị quân xanh khống chế chúng ta vừa mới nhận được cái kia chiếm trước 291 cao điểm mệnh lệnh là quân xanh phát ra, dựa theo như vậy trạng thái, dự tính 4 giờ 20 phút sau, chúng ta thiết quyền đoàn sẽ bị phản bao vây, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống cho hacker kỹ thuật chỉ là sơ cấp tinh thông, nhưng là đây là thần cấp rút thưởng hệ thống tiêu chuẩn, đặt ở thế giới này trình độ, phỏng chừng liền mễ đế đều so ra kém. Tin tức này làm cho người chung quanh mồ hôi lạnh đều chảy xuống hệ thống chỉ huy bị khống chế, sắp bị bao vây, chỉ còn lại 4 tiếng 20 phút. Bành Liên trưởng cũng là quân nhân thế gia, hắn kỳ thật nhận ra mệnh lệnh trước mắt có vấn đề, phương thức tấn công tán loạn như vậy, có thể không thua sao? Chỉ là Bành Liên trưởng cũng thật không ngờ cục diện lại hỏng bét như thế, hiện tại lời nói của Cổ Phi Dương khiến cho một tia may mắn trong lòng Bành Liên trưởng hoàn toàn không còn. Chính trị viên còn không trăm lòng, hô. Binh thông tin Lập tức dùng radio liên hệ bộ chỉ huy. Thông tin binh Mân Mê một hồi về sau, nói: "Chúng ta cùng đoàn bộ mất đi liên lạc." Đáp án này làm cho liên trưởng, chính trị viên đều là tay chân lạnh lẽo, xem ra đoàn bộ đã gặp phải bất trắc. Bành Liên trưởng bình tĩnh một chút nói: "Phi Dương, ngươi lập tức liên hệ Hồng quân bộ tư lệnh, thỉnh cầu chỉ thị. Nếu đoàn bộ đã xong, Khang sư phụ phỏng chừng đã bị luân gạo." Lục Liên đương nhiên không thể đi chấp hành quân xanh hạ đạt giả mệnh lệnh, hiện tại chỉ có thể là để hồng quân bộ tư lệnh một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Không được, chúng ta gặp phải điện tử che chắn, trong tay ta liền cái này một đài bình thường quân dụng laptop, chúng ta không cách nào cùng hồng quân bộ tư lệnh, chúng ta cũng không cách nào cùng thiết quyền đoàn những huynh đệ khác bộ đội liên hệ, trừ phi phái ra mặt đất nhân viên liên hệ. Lời nói của cổ phi dương làm cho liên trưởng lại trầm mặt xuống chẳng lẽ thiết quyền đoàn cứ như vậy xong rồi. Ngươi không phải cao thủ sao? Vì sao không giải trừ che chắn? Đem hệ thống chỉ huy quân xanh khống chế lại. Nhưng cao thủ cũng cần thiết bị chống đỡ a, à, chúng ta nơi này cái gì cũng không có a." À, chính trị viên nói. "Vậy chúng ta có thể lặng lẽ chuyển đại đội 6 ra ngoài không?" "Rất khó, những này rải rác điểm xanh chính là quân xanh bộ đội đặc chủng, chúng ta nhiều người như vậy" dời đi nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, nếu như bị phát hiện, chung quanh quân xanh đều sẽ bao vây tới, đem chúng ta tiêu diệt ở đây. Vậy chúng ta đánh du kích chiến. Đại đội trưởng nói. Cái này chỉ sợ cũng không được, du kích chiến đặc điểm là muốn có một cái rất lớn vu hồi không gian, chúng ta toàn bộ đại đội hiện tại bị kiềm chế tại cái này nhỏ hẹp 20 km trong phạm vi, thi triển không ra A. À? Cổ Phi Dương nói. Vậy chúng ta cứ như vậy xong rồi. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cái kia cũng không phải, ta đang sửa chữa chúng ta cái này mấy tính sách tay số liệu, sửa chữa xong về sau, chúng ta tại quân xanh bộ chỉ huy trong mắt chính là người một nhà, trong chốc lát chúng ta làm chút quân xanh băng tay, hẳn là có thể lừa dối qua cửa. Chương 6. Làm quân khẩu lệnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vậy ngươi còn không mau sửa chữa tại cổ phi dương sửa chữa số liệu thiết bị liên kết thời điểm, bành phái mấy người, đi thông tri còn lại đội ngũ, để cho bọn họ tìm cơ hội, có thể nhiều bảo trụ một phần lực lượng, đều là tốt. Cổ phi dương tốn hơn 10 phút, sửa chữa laptop số liệu thiết bị liên kết, để quân xanh cảm thấy sáu đội là người một nhà bọn họ. Đương nhiên, trong chiến đấu, mạnh hổ cũng có mười mấy người rút lui. Quân xanh tuy rằng bị tập kích, nhưng bọn họ lại không phát hiện bộ chỉ huy đối thủ cũng quy kết tổn thất cho các đội ngũ khác của thiết quyền đoàn dù sao các đội ngũ khác còn không biết chuyện khang sư phụ bị phạm thiên lôi bắt đi thông báo đến tiểu đội cũng đều tổn thất thảm trọng chỉ còn lại có một số ít người lui vào trong rừng cây khang sư phụ trách cứ phạm thiên lôi bắt được bộ chỉ huy nanh sói cao thế nguy thì ra lệnh cho quân xanh phát động tiến công phía trước sau khi tiến vào phạm vi khống chế của quân xanh liền bắt đầu có trạm kiểm tra của quân xanh, mỗi đội ngũ đều phải kiểm tra giấy chứng nhận, lãnh đạo hỏi mấy người. Chúng ta làm sao bây giờ? Cổ phi dương ngẩng đầu lên. Chúng ta hướng bên kia đi 3 km. Lãnh đạo không biết cổ phi dương muốn làm gì, nhưng là xuất phát từ đối với cổ phi dương tín nhiệm, vẫn là lập tức liền làm theo. Trong chốc lát một chi quân xanh đoàn xe đi qua, cổ phi dương đưa tay đi ngăn cản. Mời lập tức dừng xe, kiểm tra những người khác trợn mắt há hốc mồm cổ phi dương lá gan cũng quá lớn đi những chiến sĩ khác cũng đều trợn tròn mắt bọn họ cũng thật không ngờ cổ phi dương lại có thể làm như vậy đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đoàn xe hiển nhiên không biết có lừa ngừng lại chiếc xe thứ nhất tài xế vương đầu ra oán giận nói làm cái gì như thế nào nhiều như vậy trạm kiểm tra a à, lúc này mới vừa kiểm tra qua giấy chứng nhận cổ phi dương tiếp nhận giấy chứng nhận tùy ý nhìn vài lần nói xuống giấy chứng nhận của ngươi có vấn đề tài xế nghe vậy sửng sốt anh không xác định hỏi cô nói cái gì cổ phi dương nói ta à, cho ngươi xuống xe nếu các anh không tin giấy tờ của chúng tôi là thật có thể gọi điện thoại cho cấp trên của chúng tôi để chứng thực cổ phi dương không cùng hắn nói nhảm đem hắn kéo xuống ô tô lại dùng đồng dạng biện pháp đem bọn họ còn dư lại chín chiếc ô tô toàn bộ tiếp quản. Người trên đoàn xe rất không vui. Các ngươi là ai? Tại sao phải làm như vậy? Thân phận của chúng ta không có vấn đề. Cổ Phi Dương gật gật đầu nói, ta biết các ngươi không có vấn đề, đều còn thất thần làm gì? Bành đám người như tỉnh mộng, nguyên lai like đây chính là Cổ Phi Dương cái gọi là ám hiệu, cũng may mọi người đã sớm chuẩn bị tốt, nghe được cái này ám hiệu lập tức nổ súng người của đoàn xe nhất thời trận mắt khá hốc mồm người của trạm kiểm soát này điên rồi sao bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại người nọ sửng sốt một hồi mới từ từ nói các ngươi thật to gan a à? cổ phi dương bên này người tiến lên nói chúng ta không cùng người chết nói chuyện xin tuân thủ quy tắc với phương tiện và giấy tờ họ đang tiến triển tốt một lát sau lại gặp một trạm kiểm soát đối phương cao giọng hỏi khẩu lệnh cổ phi dương ở phía trước cao giọng đáp cao nguyên hồi lệnh sa mạc người kia trả lời cái này sáu đội người đều đối cổ phi dương cảm thấy vô cùng bội phục như vậy cũng có thể kế tiếp dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm sáu đội thành công vận động đến nanh sói ngoại vi nói bộ chỉ huy ngay tại chỗ này chúng ta có phải hay không lập tức phát động tiến công Nơi này thoạt nhìn là một tòa núi nhỏ, đường nhỏ chỉ sợ không ít, bọn họ muốn chạy đi làm sao bây giờ. Căn cứ vào hiểu biết của ta đối với địa hình nơi này, sau núi này còn có một con đường nhỏ, là đường lui của nanh sói, chúng ta ngăn trở đường lui của bọn họ, khả năng có thể bắt được rất lớn. Vậy thì làm như vậy đi. Khang sư phụ lúc này ở bộ chỉ huy uống rượu, trong lúc diễn tập vốn không cho phép uống rượu, nhưng khang sư phụ đã bỏ mình, còn quản nhiều như vậy làm gì? Phạm Thiên Lôi Dương Dương đắc ý nói. Các ngươi thiết quyền đoàn còn cùng chúng ta đánh du kích, nhưng là đây chính là chúng ta nanh sói bản lĩnh giữ nhà, bọn họ kém không nhiều lắm đều bị ta bắt trở về. Chương 7 Có cần phải tới chơi đánh bài? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khang sư phụ nội tâm tuy rằng lo lắng, nhưng là hắn không có khả năng tại Phạm Thiên Lôi trước mặt yếu thế, cười, nói. Kỳ thật, ta cảm thấy hẳn là cẩn thận người là ngươi mới đúng, cẩn thận bộ binh của ta giết tới các ngươi nanh sói bộ chỉ huy lại đây. Phạm Thiên lôi ha ha cười một tiếng, đối với việc này thập phần khinh thường, quân đội cơ giới hóa của Hồng quân còn có thể vô thanh vô tức lẻn vào khu vực phòng thủ của quân xanh sao. Phạm Thiên Lôi cũng không tin. Nhưng mà, Phạm Thiên Lôi vừa mới cười xong, máy tính quân dụng trước mặt hắn đột nhiên biến thành màn hình đen. Điều này làm cho Phạm Thiên Lôi tiếng cười im bặt, nghi vấn nói chuyện gì xảy ra một bên thông tin binh đi tới nói tham mưu trưởng ta đến xem một chút đi nhưng mà thông tin binh còn không có động thủ đâu rồi quân dụng máy tính màn hình đột nhiên lại sáng lên bất quá máy tính phía trên đồ vật đều không có chỉ còn lại có một cái đen tuyền trang giấy phía trên là một hàng chữ chúng ta ở bên ngoài bộ chỉ huy anh sói các ngươi lạc khoảng thì chỉ có ba chữ thiết quyền đoàn. Khang sư phụ cũng nhìn thấy trang này, lập tức cười ha ha. Ta không có nói sai chứ. Đừng tưởng rằng nanh sói các ngươi mấy cái kia liền vô địch, thiết quyền đoàn chúng ta cũng không phải dễ chọc. Phạm Thiên Lôi nhất thời nổi giận. Đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Báo cáo tham mưu trưởng, chúng ta lọc vào hồng quân cường lực bom điện tử tập kích, hiện tại phỏng chừng không cách nào chữa trị. Điều này làm sao có thể, chúng ta dùng cái này không phải đều là quân dụng máy tính sao? Binh sĩ thông tin nhất thời im lặng, máy tính quân dụng làm sao vậy? Chỉ cần là máy tính nối mạng, đối phương đương nhiên có thể xâm nhập. Phạm Thiên Lôi đối với điện tử chiến không phải đặc biệt tinh thông, khoát tay nói. Không nói cái này, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Báo cáo tham mưu trưởng, biện pháp tốt nhất bây giờ là khởi động thiết bị dự phòng, chúng ta đã khởi động, Cần thời gian 2 giờ mới có thể khôi phục thông tin bình thường. Khang sư phụ lên tiếng nhắc nhở: "Binh của ta ở ngay bên ngoài bộ chỉ huy của ngươi a, à, ngươi mặc kệ." Phạm Thiên Lôi lại cười ha ha, hắn mới không tin, điều này sao có thể? Thế nhưng là Phạm Thiên Lôi lần nữa bị đánh mặt, hắn còn không có cười xong, oanh một tiếng, xe tăng chủ chiến 125 mm chủ pháo khai pháo thanh âm vang lên, căn cứ điểm nổ vị trí phán đoán đạn pháo rơi vào nanh sói bộ chỉ huy. Phạm Thiên Lôi sắc mặt thay đổi. Đi ra ngoài xem một chút, chuyện gì xảy ra? Vâng. Trần Thiện Minh rất nhanh xuất hiện. Tham mưu trưởng, bên ngoài có đại đội xe tăng phát động tấn công chúng ta. Bọn họ là thiết quyền đoàn bộ đội sao? Phạm Thiên Lôi biết trên màn hình máy tính nội dung phỏng chừng là thật. Không rõ lắm, bọn họ không có đánh ra quân kỳ, nhìn không ra. Miu Lan cũng chạy vào tham mưu trưởng. Chúng ta có phải hay không lập tức rút lui a? À? Đối phương là trọng trang bộ đội như vậy đánh chúng ta đánh không lại a? À? Bộ đội đặc chủng thích hợp chính là tác chiến vùng núi, đánh lén bộ chỉ huy, trạm radar, cầu gì gì đó cùng bộ đội trang bị lại đánh chiến đấu chính quy là đánh không lại. Bất quá thương pháp của bộ đội đặc chủng cũng không phải là giả. Sau khi chiến đấu dặn có 10 phút, nành sói cố nhiên tổn thất không ít người nhưng súng máy của đại đội 6 cũng bị hắt vài người, làm cho bành liên trưởng âm thầm cắn răng. Tăng cường hỏa lực cho tôi, nhất định phải chiếm được bộ chỉ huy nanh sói. Bành đại đội trưởng hét lớn. Vâng. Đại đội 6 liên tục phát động nhiều lần tập đoàn xung phong, khiến quân phòng thủ nanh sói chịu áp lực rất lớn. Hà Chí Quân lúc này cảm thấy không thể tiếp tục đánh nữa, thông tin của bọn họ không thể sử dụng, không gọi được viện quân, bộ đội đặc chủng dù sao cũng là bộ binh trang bị nhẹ, đánh không lại bộ đội trang bị nặng của đối phương. Không được, đối phương hỏa lực quá mạnh, chúng ta lập tức từ sau núi thông đạo rút lui. Phạm Thiên Lôi không có phản bác, chi này trọng trang quân địch giống như là từ trên trời rơi xuống đồng dạng, nành sói bộ chỉ huy quân phòng thủ tổn thất thảm trọng, tiếp tục cứng trắng thủ hạ, nành sói bộ chỉ huy sẽ bị địch nhân bưng. Phạm Thiên Lôi lập tức tự mình dẫn đội từ sau núi chuẩn bị rút lui mặt khác Trần Thiện Minh mang theo một cổ nhân mã nhỏ tập kích quấy nhiễu bộ đội trọng trang tiến công chính diện, vì bộ đội rút lui tranh thủ thời gian. Nhưng mà hàng thứ nhất Lan Nha bộ đội đặc chủng mới lao ra thông đạo, một mảnh đạn bay tới, Lan Nha bộ đội đặc chủng trên người lập tức toát ra khói xanh, tuyên cáo bọn họ bỏ mình. Đừng nói hàng thứ nhất binh lính, chính là phía sau Phạm Thiên Lôi, trên người đều toát ra khói xanh, điều này làm cho Phạm Thiên Lôi trận mắt há hốc mồm, hắn còn không có nhìn thấy địch nhân, đã bị xử lý. Đây là tình huống gì? Miêu Lan cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Phạm Thiên Lôi nói. Tham mưu trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Thiên Lôi bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng hỏi ta, ta đã chết rồi. Nói xong lại chuyển sang một tên khác bỏ mình, bộ đội đặc chủng. Hỏi đạo diễn bộ, ta là như thế nào bỏ mình? Trong chốc lát tên kia bộ đội đặc chủng nói ra. Tham mưu trưởng, đối phương sử dụng 14,5mm cao xạ súng máy đối với chúng ta bắn phá, cho nên. Còn lại cũng không cần phải nói, hiện tại khoảng cách song phương bất quá mấy trăm mét mà thôi, cái này khoảng cách 14,5mm súng máy cao xạ đều có thể đánh xuyên xe thiết giáp trên thiết giáp, xuyên mấy người không có bất kỳ vấn đề gì. Phạm Thiên lôi nhịn không được nở nụ cười. Lần này nhất định phải gặp chỉ huy lần này chiến đấu quan quân, lo lắng cũng thật chu toàn a. À đem chúng ta nanh sói tính kế gắt gao hai con đường của nanh sói đều bị phong kín đại đội sáu tiến triển tuy chậm chạp nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước hà chí quân lúc này cũng nhịn không được cười khổ một tiếng lần này nanh sói có thể đánh mất đại nhân rồi lại bị bộ đội trang bị lại tiêu diệt bất quá chúng ta còn có thể chiến đấu chúng ta đều đi tận một phần sức lực cuối cùng đi tất cả nanh sói đều cao giọng đáp vâng Hà Chí Quân tuy rằng tuổi tác không nhỏ, sức chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường, một phen 95. Một thức lập tức quét qua vài tên chiến sĩ đại đội 6 xông vào. Trong đó, rõ ràng cũng bao gồm bành liên trưởng xông lên phía trước. Điều này làm cho cổ phi dương xông tới cũng là một trận dài ra, tuy rằng hắn rất nhanh liền đem Hà Chí Quân cũng đánh gục, thế nhưng vẫn như cũ không có cứu vãn bành liên trưởng. Khang sư phụ thập phần cao hứng, đi tới nói được rồi cái này các ngươi cũng đều bỏ mình rồi chúng ta muốn hay không đến một bàn đánh địa chủ hà chí quân phạm thiên lôi miêu lan những chiến sĩ tử trận khác trong lòng mọi người hết sức im lặng ngươi nói ngươi đường đường là thượng tá đoàn trưởng sao lại ấu trĩ như vậy cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí chỉ cần nhìn khuôn mặt hiện tại của khang sư phụ ngươi nhất định sẽ hiểu đám người Hà Chí Quân hiện tại có thể nói là cảm thụ rất sâu. Bất quá đám người Hà Chí Quân thật đúng là không còn lời nào để nói, diễn tập chính là chiến tranh, bọn họ bỏ mình trong chiến tranh, có cái gì để nói? Nói gì cũng vô dụng. Phạm Thiên Lôi đột nhiên thay đổi một bộ mặt tươi cười hỏi. Lần này chủ ý là ai nghĩ ra? Chương 8 Máy bay trực thăng Vẫn đánh không lầm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Khang sư phụ lập tức liền biết Phạm Thiên Lôi đang có chủ ý gì, hiển nhiên lần này quan chỉ huy thành công thẩm thấu đến nội địa quân xanh khiến cho Phạm Thiên Lôi chú ý, mà nhiệm vụ nhiều nhất của bộ đội đặc chủng chính là thẩm thấu vào nội địa quân địch, tiến hành hành động chém đầu. Phạm Thiên Lôi đây là đạo người A. Tất cả mọi người của đại đội 6 lập tức nhìn về phía cổ phi dương. Cổ phi dương đứng dậy. Báo cáo thủ trưởng, là tôi. Điều này làm cho chúng quan quân đều ngay ra như phỏng, một binh nhì bày ra hành động bọc đánh bộ chỉ huy nanh sói lần này điều này sao có thể a à? hà chí quân và phạm thiên lôi còn muốn hỏi khang sư phụ chuyện gì xảy ra bất quá vừa nhìn khuôn mặt khang sư phụ hai người liền biết khang sư phụ cũng không biết thiết quyền đoàn còn có người số một như vậy ít nhất hiểu biết không quá nhiều đương nhiên điều này cũng có thể lý giải người trước mắt này bất quá chỉ là một binh nhì phỏng chừng mới nhập ngũ không bao lâu khang sư phụ không đủ hiểu rõ cũng có thể lý giải Phạm Thiên Lôi còn muốn hỏi thêm vài câu, đột nhiên chung quanh vang lên tiếng súng, người của đại đội 6 vội vàng nhìn về phía Bành Liên trưởng. Bành đại đội trưởng lập tức phất tay. Các người nhìn tôi làm gì? Tôi cũng hy sinh, nên làm gì, liền nhanh chóng làm cái đó. Chính trị viên đành phải tiếp nhận quyền chỉ huy. Binh nhì Cổ Phi Dương, ngươi không phải nói ngươi bom điện tử có thể tê liệt quân xanh chỉ huy hệ thống 2 giờ sao? Cổ Phi Dương mở ra laptop nói: chính trị viên đồng chí nhất định có chúng ta không biết ngoài ý muốn đã xảy ra ngài xem quân xanh hệ thống chỉ huy cũng không có khôi phục bên ngoài quân xanh đoán chừng là đi ngang qua chính trị viên bình tĩnh một chút nói hiện tại ta mệnh lệnh lập tức phân tán phá vòng vây có thể chạy ra ngoài một cái tính một cái nghe tiếng súng này liền biết viện quân của quân xanh không ít hơn một ngàn người người của đại đội sáu cũng đều vọt vào bộ chỉ huy lan nha hiện tại sau khi núi xuống núi đều có tiếng súng, chứng tỏ đại đội 6 đã bị bao vây, tình cảnh giống như Lan Nha vừa rồi. Dưới loại tình huống này, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là phân tán phá vòng vây, bất quá cũng không có hy vọng gì, vừa rồi người nanh sói cũng không chạy thoát một ai, hiện tại người của đại đội 6 có thể chạy thoát. Dù sao chỉ có hai con đường mà thôi, còn đều bị phong kín. Cái này lục liên người cũng không dám trì hoãn, vội vàng mấy người một tổ, nhìn xem có thể hay không chạy trốn. Cổ phi dương sách lên chính mình cao xạ súng máy, tại mọi người trận mắt há hốc mồm dưới ánh mắt, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ chạy về phía cao nhất địa phương. Hà chí quân nhìn không được nở nụ cười. Đây chính là trời sinh bộ đội đặc chủng A, lần này tuyển chọn tập huấn, để cho hắn cũng tới tham gia. Phạm Thiên Lôi cũng nở nụ cười. Nhất định, giống như vậy binh, nên tới chúng ta đặt chiến lưỡng nha các ngươi muốn đào chân tường cũng không nên ở trước mặt của ta nói được hay không a à. hà chí quân và phạm thiên lôi cũng không lên tiếng phản bác chỉ cười quỷ bí cổ phi dương điện tử bom để quân sanh hệ thống chỉ huy tạm thời tê liệt đáng tiếc là hồng quân bộ tư lệnh còn không biết bất quá bộ tư lệnh hồng quân cũng phát hiện địa phương không thích hợp thiết quyền đoàn bị chém đầu quân xanh chiếm ưu thế không nhỏ theo lý mà nói quân xanh hẳn là thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu thế nhưng quân xanh hiện tại ngược lại đình chỉ tiến công bày ra một bộ tư thế phòng ngự hồng quân bộ tư lệnh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là làm ra chính xác quyết định tất cả bộ đội lập tức toàn tuyến phản kích bộ tư lệnh hồng quân bắt được máy bay chiến đấu này trạng thái công thủ của hai bên lại một lần nữa xảy ra biến hóa các ngươi không phải thề son sắc nói quân ta điện tử chiến trình độ ưu việt hơn hồng quân sao bộ chỉ huy quân xanh một mảnh yên tĩnh không ai có thể giải thích vấn đề này trung tướng cao thế nguy lại hỏi còn bao lâu nữa có thể chữa trị báo cáo chỉ huy chúng tôi đang khởi động hệ thống dự phòng hai giờ có thể khôi phục liên lạc bình thường trước dùng giả chiến điện thoại liên hệ hết thảy có thể liên hệ lên bộ đội để cho bọn họ tạm thời đình chỉ tiến công miễn cho trúng hồng quân cái bẫy trung tướng cao thế nguy theo bản năng liền cho rằng đây là hành động do bộ tư lệnh hồng quân bày ra tất nhiên có một loạt hậu chiêu, nếu quân xanh tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu phát động tiến công, phỏng chừng sẽ rơi vào trong bẫy do Bộ Tư lệnh Hồng quân tỷ Mỹ biên chế. Điện thoại giả chiến loại thủ đoạn thông tin này lạc hậu, phản ứng chậm, còn dễ dàng bị quân địch nghe lén, còn có một số bộ đội không có đặt điện thoại giả chiến căn bản liên lạc không được, thế nhưng đến một bước này, Trung tướng Cao Thế Nguy cũng không có biện pháp tốt hơn. Cao Thế Nguy Trung tướng làm sao sẽ biết? Hồng quân bộ tư lệnh căn bản không rõ ràng lắm cái này bom điện tử tồn tại, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu rồi, ở đâu tới bẫy. Quân xanh viện quân đúng là đi ngang qua, bọn họ phát hiện có bộ đội vây công một cái đỉnh núi, xác nhận bị vây công là nanh sói bộ chỉ huy, lúc này mới nhanh chóng đem lục liên vây lại. Lực lượng này là một trung đoàn bộ binh cơ giới hóa hoàn chỉnh, có 98 xe tăng chiến đấu chủ lực tài 99A, còn có hai máy bay trực thăng vũ trang Z và một máy bay trực thăng vận tải trực 8B. Trực thăng vận tải 8B còn nhanh chóng thả xuống phân đội nhỏ tinh nhuệ, chuẩn bị nở hoa cho một trung tâm của đại đội 6. Nhưng trực thăng vận tải 8B mới xuống một tên binh lính, một trận tiếng súng máy vang lên, trực thăng vận tải 8B bốc ra khói xanh có nghĩa là bị đào thải. Phi công trên chiếc trực thăng vận tải 8B vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, thua chính là thua nói gì cũng vô dụng. Hộ tống hai chiếc võ trực thập thường phi công cũng cực kỳ phẫn nộ, địch nhân cư nhiên ở dưới mí mắt của bọn họ đem bảo hộ đối tượng cho bắn rơi. Hai chiếc võ trực thập lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị tiêu diệt trận địa súng máy cao xạ đáng giận kia. Nhưng mà bọn hắn lúc này mới lục soát mục tiêu, đã chậm, cổ phi dương lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh hồng súng, một mảng lớn viên đạn đem kia hai chiếc võ trực thập cũng nuốt hết trong đó có một chiếc võ trực thập thượng phi công là đặc cấp phi công tống khải phi hắn phản ứng rất nhanh làm ra lẫn tránh động tác nhưng là cổ phi dương đánh ra chính là một mảnh màng đạn cũng không phải một phát đạn vừa vặn còn phong tỏa tống khải phi theo bản năng lựa chọn lẫn tránh trên lộ tuyến lần này tống khải phi tức muốn chết hắn chính là phi công đặc cấp a không có bị máy bay chiến đấu cùng tên lửa phòng không của hồng quân đánh rớt lại bị súng máy cao xạ trên tay bộ binh đánh rớt phải biết rằng súng máy cao xạ bắn hạ máy bay xác suất là rất nhỏ coi như là tốc độ bắn tương đối chậm trực thăng cũng kém không đến một vạn phát đạn tả hữu mới có thể bắn rơi một cái nhưng là tên kia mới bắn bao nhiêu đạn a à? tống khải phi tính toán ra thiền xạ súng máy cao xạ trên mặt đất tuyệt đối không bắn ra một trăm phát đạn nhưng lại bắn rơi ba chiếc trực thăng của bọn họ người nào đây tống khải phi rất muốn lập tức đi xuống hành hung tên kia súng máy cao xạ dừng lại nhưng là nghĩ đến phía dưới tên kia rất có thể là tinh thông cách đấu hồng quân bộ đội đặc chủng, Tống Khải Phi không thể không buông tha cho cái này xúc động ý nghĩ. Chương 9 Ngươi cảm thấy có kỳ tích phát sinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến sĩ đại đội 6 và chiến sĩ lữ đoàn đặc chiến nanh sói đã bỏ mình tập thể hóa đá, bọn họ chưa từng thấy qua súng máy cao xạ trâu bò như thế, không đúng, phải nói là cũng chưa từng nghe nói qua súng máy cao xạ trâu bò như thế. Tuy rằng trực thăng là phi hành khí tốc độ thấp, nhưng đó cũng là máy bay A, à, đối với mắt người mà nói vẫn là mục tiêu phi thường khó nhìn thấy. Đối với Hà Chí Quân cùng Phạm Thiên Lôi như vậy lão bộ đội đặc chủng mà nói, bọn hắn đương nhiên rõ ràng đánh rơi máy bay độ khó, muốn đánh rơi cho dù là trực thăng như vậy tốc độ thấp phi hành khí, bị cao xạ súng máy bắn xuống cũng lác đác không có mấy. Mà loại tình huống đặc thù cực kỳ khó gặp này, lại để cho bọn họ thấy được. Bành liên trưởng mặc dù biết cổ phi dương rất lợi hại, chứng kiến một màn như vậy vẫn là rung động, nếu như đây là chiến tranh, như vậy cổ phi dương chính là dùng một khẩu súng máy cao xạ đánh rớt giá trị mấy trăm triệu ba chiếc trực thăng. Chứ đừng nói thẳng 8B còn có rất nhiều bộ binh. Cái này nếu là bị đánh rơi, phía trên người khẳng định cũng muốn chơi xong. Ta lần đầu thấy có thể bắn chuẩn như vậy súng máy cao xạ. Còn có như vậy lực quan sát nhạy bén súng máy. Lão Khang, ngươi không phải là để cho quan quân đổi quân hàm lừa gạt chúng ta đi phạm thiên lôi mang theo một tia thần sắc không dám tin hỏi một gã xuất sắc súng máy thủ là cần đại lượng đạn mới có thể uy đi ra mà cổ phi dương rõ ràng là năm nay mới tuyển nhận lên tân binh hắn vì cái gì lợi hại như vậy đâu điều này làm cho phạm thiên lôi nhịn không được đưa ra một loại suy đoán như vậy khang sư phụ không trả lời vấn đề này ý tứ kia rất rõ ràng phạm thiên lôi người có thể là một người nhàm chán như vậy nhưng khang lôi ta tuyệt đối không phải người như vậy mà bộ đội mặt đất quân xanh thì dùng tốc độ cao nhất đánh về phía địa điểm ẩn thân của cổ phi dương trong viện quân của quân xanh có cao thắng hàng nanh sói hắn vốn muốn trở lại bộ chỉ huy báo cáo tình huống không nghĩ tới gặp phải vừa ra như vậy vừa vặn nhìn thấy bộ chỉ huy bị một đại đội bộ binh xe tăng bình thường bưng xuống kinh nghiệm tác chiến của cao thắng hàng phong phú bởi vì bên trong súng máy cao xạ có đạn đánh dấu, vừa rồi trên không trung xuất hiện một đường đạn lấp lánh, Cao Thắng Hàng lập tức phán đoán ra vị trí đại khái của cổ phi dương. Tại Cao Thắng Hàng mệnh lệnh hạ, một chi 12 người nanh sói tiểu đội cùng một trung đội quân xanh nhanh chóng đánh về phía cổ phi dương ẩn thân địa điểm. Cao Thắng Hàng hiện tại rất muốn biết, một cái đánh xuống ba chiếc trực thăng ngư nhân bộ dạng như thế nào. Hai thông đạo của bộ chỉ huy nanh sói đều bị phong kín cho nên cao thắng hàng cũng không vội đi nhanh mà ra lệnh cho bộ đội cẩn thận lục soát cần phải tra tìm từng địa phương có thể ẩn thân phạm thiên lôi lại tiến đến chỗ khang sư phụ nói chúng ta có nên đánh cuộc không nói nghe một chút đánh cực binh gì kia có thể tránh được lùng bắt hay không ta cảm thấy hắn có thể mặc kệ có thể tránh được lùng bắt hay không thua người không thua trận không phải sao khang sư phụ sao có thể nói binh lính của mình tránh không khỏi quân xanh lùng bắc tuy rằng khang sư phụ chính mình cũng cảm thấy cổ phi dương tránh thoát quân xanh lùng bắc không quá thực tế phạm thiên lôi ha ha cười nếu như ngươi thắng ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện nếu như ngươi thua ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện thế nào ngươi nói điều kiện gì trước đi muốn đào người thì miễn bàn chúng ta không nói chuyện đào người ý ta là phạm thiên lôi nói tới đây ở trên người khang sư phụ nhìn tới nhìn lui làm cho khang sư phụ đều là nam nhân cảm thấy cả người không được tự nhiên khang sư phụ cả người sợ hãi nhìn không được bật cười phạm thiên lôi cuối cùng đem ánh mắt rơi vào khang sư phụ trên đầu ai thua người đó liền cạo trọc đầu thế nào khang sư phụ ha ha cười nói vậy cứ quyết định như vậy ta nghĩ ngươi cạo trọc đầu dáng vẻ nhất định rất đẹp mắt kỳ thật ta cảm thấy vẫn là ngươi cạo đầu đẹp mắt phạm thiên lôi đương nhiên sẽ không yếu thế cổ phi dương cũng không có cố ý tránh né đi tới một cái trên đỉnh núi cao thắng hàng thuận lợi mang theo đại đội nhân mã đem cổ phi dương bao vây bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên ngừng chống cự cao thắng hàng trầm giọng cảnh cáo cổ phi dương chậm rãi buông xuống trong tay cao xạ súng máy giơ lên hai tay thủ trưởng Ta muốn hỏi một vấn đề, không biết thủ trưởng có thể hay không giải thích nghi hoặc. Ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, ta cảm thấy ta tới hỏi trước, như thế nào? Cao thắng hàng quê quê chính mình 95 súng trường tự động, nói. Vậy mời thủ trưởng hỏi đi. Cổ phi dương mặc dù có nắm chắc đào tẩu, bất quá bây giờ còn không có cần thiết biểu thị đi ra. Là ngươi bắn hạ ba chiếc trực thăng. Đúng vậy. Là ai nghĩ biện pháp? bưng chúng ta nanh sói bộ chỉ huy. Người kia chính là ta. Người. Cao Thắng Hàng cảm giác binh nhì này còn quá trẻ, có chút không thể tin được. Thủ trưởng không tin. Ngài có thể chứng thực với đại đội trưởng, đoàn trưởng của chúng tôi mà. Cái này không lừa được người đâu. Cao Thắng Hàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn đương nhiên biết cổ phi dương không có nói dối, cái này không lừa được người, cũng không cần thiết tại vấn đề này thường nói dối ngươi thật sự là binh nhì hay là đã ngụy trang ta thật sự là binh nhì à đúng rồi băng tay này của ta thật ra là đoạt được từ chỗ quân xanh nói cho ta biết đơn vị của ngươi tên quân hàm để 81 tập đoàn quân thiết quyền đoàn cơ giới hóa bộ binh 6 đại đội 1, cổ phi dương binh nhì vậy ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta hiện tại có thể nói dựa theo kế hoạch của ta các ngươi cần hai giờ mới biết bộ chỉ huy nanh sói bị đánh lén, có phải ta để lại sơ hở gì không? Ngươi không để lại sơ hở gì, ta tới nơi này là trùng hợp, càng thêm trùng hợp chính là, bên cạnh ta còn có một chi bộ binh cơ giới hóa. Cổ phi dương cười khổ một cái. Xem ra hôm nay đại trùng hợp để cho chúng ta lục liên lâm vào nguy cơ, cũng để cho ta khổ tâm bày ra hết thảy đều biến thành bọc nước, trong nháy mắt liền biến thành lớn nhất kẻ thua. Cao Thắng Hàng lại hỏi. Được rồi, hết thảy đều đã kết thúc, binh nhị, có hứng thú đến chúng ta nanh sói đặc biệt chiến lữ sao? Đương nhiên. Bất quá. Cổ phi dương cố ý dừng lại một chút. Cao thắng hàng nghi ngờ. Bất quá cái gì? Hiện tại diễn tập còn không có kết thúc, chúng ta bây giờ còn là đối thủ, ta muốn cùng ngươi nói tạm biệt. Ta nghĩ không ra ngươi làm sao thoát khỏi thương của ta. Cao Thắng Hàng nhướng mày nói. Bây giờ còn chưa tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, thủ trưởng, ngài cảm thấy thế nào. Cao Thắng hàng sửng sốt, hắn nhìn ra được, cổ phi dương đây là thật có lòng tin, mà không phải phô trương thanh thế. Nhưng Cao Thắng Hàng lại nhìn không ra lòng tin của Cổ Phi Dương từ đâu mà đến. Chẳng lẽ xung quanh đây còn có bộ đội Hồng quân? Cao Thắng Hàng thấp giọng hỏi đội phó. Xung quanh có bộ đội đặc chủng Hồng quân không? Phó đội trưởng lắc đầu ta vừa rồi đã cho người lục soát khắp đỉnh núi này, tuyệt đối không có một gã hồng quân. Cao Thắng Hàng nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy sẽ có kỳ tích phát sinh để ngươi chạy trốn. Chương 10 Ngươi quá thông minh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cổ phi dương nhịn không được nở nụ cười. Thủ trưởng nói đùa, một gã quân nhân làm sao có thể trông cậy vào kỳ tích xuất hiện đánh bại địch nhân đây ta không thấy ngươi có thể làm gì để trốn thoát. Cái đó cũng không trọng yếu, thủ trưởng chỉ cần biết, ngài không giữ được tôi, chúng ta quân sanh bộ tư lệnh gặp lại. Cổ phi dương nói ra mục đích của mình, không phải bởi vì hắn tự đại, mà là bởi vì đến bây giờ một bước này, ai cũng biết mục đích của hắn là quân sanh bộ tư lệnh, không nói cao thắng hàng cũng khẳng định biết. Lời này sau khi nói xong, cổ phi dương nhảy xuống, từ trên vách núi nhảy xuống điều này làm cho đám người cao thắng hàng lắp bắp kinh hãi đây chỉ là một lần diễn tập mà thôi binh nhì này điên rồi sao cổ phi dương đương nhiên không có điên thần cấp rút thưởng hệ thống giao cho hắn sơ cấp né tránh tinh thông mang theo hắn cực cao khinh công từ vách núi nhảy xuống có hai cái điểm dừng chân cổ phi dương một lần nhảy xuống hơn bốn mét liên tục nhảy ba lần liền thành công rơi xuống đất hơn nữa rất nhanh biến mất ở trong núi rừng phía dưới vách núi này chính là núi rừng hoàn cảnh ác liệt cho nên quân xanh không phái người xuống phía dưới hơn nữa cũng không tốt đi xuống chỉ có dùng dây thừng đi xuống hoặc là dùng trực thăng mới có thể đi xuống trực thăng tất cả đều bị bắn hạ như vậy quân xanh cũng chỉ còn lại có một con đường dùng dây thừng đi xuống làm sao bọn họ không có cơ hội cổ phi dương đã bỏ trốn mất dạng đám người cao thắng hàng vội vàng chạy tới nhìn về phía dưới vách núi đội phó nhìn độ cao của vách núi nói Đội trưởng, vách núi này nhìn ra độ cao ước chừng 14 mét, binh nhì kia. Không có việc gì chứ. Cao Thắng Hàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút dưới vách núi, cái gì cũng không thấy, căn bản không có bóng dáng của cổ phi dương. Cao Thắng Hàng thở dài nói. Phía dưới căn bản không có ai, binh nhì kia nhất định là chạy rồi. Chúng ta có nên xuống xem không? Binh nhì áo khoác kia ngã vào góc rồi. Được rồi, ngươi đi xuống phía dưới nhìn xem tìm xem vâng mười phút sau đội phó ở dưới vách núi tìm một hồi không có bất kỳ phát hiện đành phải lần nữa đi lên thế nào cao thắng hàng hỏi đội trưởng bên dưới không có gì cả binh nhì kia thật sự chảy mất rồi cao thắng hàng hít một hơi thở dài binh nhì thật lợi hại a à, binh lính đầu năm nay đều sinh mãnh như vậy sao những bộ đội đặc chủng khác đều không nói gì để đối phó binh nhì tên cổ phi dương này lại có thể từ dưới vách núi cao chừng 14 mét nhảy xuống, còn bình yên vô sự biến mất, khiến cho tất cả bộ đội đặc chủng đều chấn động. Cao Thắng Hàng vừa nhìn biểu tình của các đội viên, lạnh giọng nói. Các ngươi đây đều là biểu tình gì, hiện tại diễn tập còn chưa kết thúc, không nghe thấy binh nhì kia nói sao? Đội phó nói. Đội trưởng, đây có phải là thủ thuật che mắt cho binh nhì kia không? Cao Thắng Hàng nghe vậy nhất thời sửng sốt, quả thật có khả năng này, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nơi binh nhì này có khả năng đi nhất là bộ tư lệnh quân xanh nhưng đây là kế sách của đối phương có mục đích khác thì làm sao bây giờ đây không phải là không có khả năng một binh sĩ bày ra đánh lén bộ chỉ huy nanh sói khẳng định thập phần tỉnh táo sẽ không xúc động vậy lời hắn nói cũng rất có thể là một âm mưu cực lớn nhưng mà quân xanh bộ tư lệnh đúng là một cái rất tốt mục tiêu vạn nhất đây là cổ phi dương cố ý để cho bọn hắn nghĩ nhiều đâu thật ra mục tiêu thực sự của hắn hay là bộ chỉ huy quân xanh. Cao Thắng hàng thập phần đau đầu, hắn chưa từng nghĩ tới, một gã binh nhị sẽ làm cho hắn đau đầu như vậy, đối phương tùy tiện nói một câu, đều có thể là cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Cao Thắng hàng liền tức giận không chỗ phát tiết, tương lai tiểu tử kia tiến vào nanh sói, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem mới được. Nhưng hiện thực vẫn phải đối mặt, hiện tại vấn đề lớn nhất Cao Thắng Hàng gặp phải vẫn là mục tiêu chân thật của cổ phi dương cao thắng hàng nghỉ nghỉ nói chúng ta vẫn là đi quân xanh bộ tư lệnh nhưng mà đội phó còn chưa nói xong cao thắng hàng cắt ngang hắn hiện tại xem ra mục tiêu có giá trị nhất vẫn là bộ tư lệnh quân xanh bộ chỉ huy các lữ đoàn các trung đoàn khác giá trị đều không lớn bằng bộ tư lệnh quân xanh phó đội trưởng gật gật đầu hiện tại xem ra quả thật không có chỗ nào tốt hơn để đi cổ phi dương lần này không có trực tiếp đi quân xanh bộ tư lệnh, mà là đi quân xanh trực thuộc một cái bộ chỉ huy trung đoàn pháo binh. Cổ phi dương lần này không có tập kích bất luận cái gì quân xanh, mà là cầm lấy một cổ xe tiếp tế đáy xe, trà trộn vào pháo binh đoàn bộ chỉ huy. Trà trộn vào bộ chỉ huy trung đoàn pháo binh, cổ phi dương chặt đứt bộ chỉ huy quân xanh cùng bộ chỉ huy trung đoàn pháo binh liên hệ dùng dây điện kia điều này làm cho tất cả máy tính của bộ chỉ huy trung đoàn pháo binh lập tức toàn bộ màn hình đen. Quan quân trung đoàn pháo binh đều sửng sốt. Đây là tình huống gì a? À? Đoàn trưởng quát. Chúng ta đây là lại trúng bom điện tử. Hay là chuyện gì xảy ra? Binh sĩ thông tin nói. Bây giờ còn khó mà nói. Ta đi xem một chút. Binh sĩ thông tin đang muốn đi ra ngoài, tất cả máy tính đột nhiên khởi động lại, phía trên còn biểu hiện ra một hàng chữ mạch điện trục trặc đã bay trừ mọi người trong bộ chỉ huy lập tức thở phào nhẹ nhõm thì ra là mạch điện trục trặc sợ bóng sợ gió một hồi cổ phi dương đem đoạn tuyến nhận được chính mình laptop thượng lấy quân xanh bộ tư lệnh danh nghĩa hướng pháo binh đoàn hạ đạt mệnh lệnh một nghìn bảy trăm chín mươi sáu khu phát hiện hồng quân thẩm thấu bộ đội mệnh lệnh bộ ngươi lập tức hỏa lực bao trùm pháo binh đoàn trưởng không nghi ngờ hắn lập tức hướng bộ đội phía dưới hạ đạt mệnh lệnh nã pháo mà Cao Thắng Hàng đồng học thì một tấc cũng không rời đợi ở Cao Thế Nguy Trung tướng bên người, trong lúc bất chợt giày đặt đạn pháo đem quân xanh bộ chỉ huy toàn bộ nuốt hết. Bộ chỉ huy quân xanh trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Cao Thế Nguy Trung tướng liếc Cao Thắng Hàng một cái nói, ngươi vẫn bị hắn tính kế. Cao Thắng Hàng cũng rất bất đắc dĩ. "Thủ trưởng, lỗi của tôi." Trung tướng Cao Thế Nguy khoát khoát tay. "Bây giờ không phải nói lúc này" quân sanh bộ chỉ huy bị tiêu diệt hồng quân thừa cơ phát động phản công cuối cùng hồng quân đạt được thắng lợi sau khi diễn tập kết thúc trung tướng cao thế nguy cũng không trách cứ quan quân và binh lính phụ trách tin tức bị nổ cũng là kinh nghiệm trải qua lần này bị nổ kinh nghiệm cũng có thể nhiều hơn một chút dù sao đối thủ có thể thực hiện công kích như vậy không nhiều lắm ít nhất hắn chỗ bộ đội còn không có thực thi qua công kích như vậy hiện tại thực thi công kích một phương cũng có thể truyền thụ kinh nghiệm của mình vô luận là hồng quân hay là quân xanh đều tại lần này điện tử chiến bên trong chiếm được trưởng thành lúc quay về đại đội 6, hoàng tĩnh nguyên lái một chiếc xe quân đội chuyên tới đón cổ phi dương điều này làm cho cổ phi dương cảm thấy ngoài ý muốn đón ta hoàng tĩnh nguyên gật gật đầu đón cậu trở lại trong đại đội cổ phi dương cảm thấy có chút an tĩnh đột nhiên vô số chiến hữu xông ra hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về chứng kiến có người xông tới cổ phi dương một cái bước dài vài cái liền lên nóc nhà các ngươi vẫn là đừng đem ta dơ lên ta sợ các ngươi tiếp không được điều này làm cho tất cả mọi người thập phần im lặng ngươi làm sao biết chúng ta muốn nâng ngươi lên ngươi quá thông minh làm cho chúng ta cảm thấy thật nhàm chán a à.